Y đạo quan đồ trương nhất châm. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 396, vòng cổ. Sự nhận thức của Trương Dương đối với cha tấn Bắc lại sâu thêm một tầng. Trên võ công thì chú trọng tu vi, trên quan trường chú trọng tu vi, trên thương trường cũng chú trọng tu vi, cha tấn Bắc và Hà Trường An rõ ràng chính là hai cao thủ làm sinh ý, sự đọ sức và va chạm giữa hai cao thủ này đầy mánh khóe. Lúc Trương Dương vỗ tay, tất nhiên là hướng ánh mắt sang Hà Trường An, người đã thua cuộc trong cuộc tranh giá này, phát hiện Hà Trường An đã đứng dậy rời khỏi chỗ, y không ly khai sản bán đấu giá mà bước lên sân khấu, nắm tay tỏ ý chúc mừng cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc trên mặt mang theo nụ cười của người chiến thắng, y bắt tay Hà Trường An, nói, Hà Tổng, thật ngại quá, cha mỗ hành đao đoạt ái rồi. Hà Trường An mỉm cười, nói, mặc bảo của thiên chỉ tiên sinh phi tốt, nhưng ở trong lòng tôi dẫu sao cũng có giá trị, giá mà cha tiên sinh đưa ra đã vượt quá cái giá ở trong lòng tôi, tôi bại cũng tâm phục khẩu phục. Cha Tấn Bắc nói, kỳ thực Hà tiên sinh mà bỏ thêm 5.000 đồng nữa là tôi sẽ bỏ cuộc thôi. Câu này có chút ý tứ sát muối vào vết thương. Hà Trường An cười nói, thiên trì tiên sinh nếu biết anh lợi dụng mãn giang hồng để quảng bá sản phẩm của mình, chắc cũng sẽ có chút tiếc nuối. Nghi bước về phía trước micro, trước tiên là trưng cầu ý kiến của La Tuệ Ninh, văn phu nhân, tôi có thể nói mấy lời không? Là tuệ ninh đã nhìn ra hai người họ hôm nay muốn tiến hành minh tranh ám đấu quanh cuộc bán đấu giá này, nhưng là tuệ ninh lại không quan tâm tới loại tranh đấu này. Nếu như không có sự rằng co của họ, bức mãn giang hồng hôm nay cũng không thể nào bán được với giá một ngàn vạc, khoản tiền này dành cho sự nghiệp từ thiện, đối với thiên trì tiên sinh mà nói cũng là một loại an ủi. Là tuệ ninh mỉm cười gật đầu, xin Hà Tổng cứ nói. Hà Trường An nói, chào các vị. Hôm nay là cuộc bán đấu giá từ thiện tác phẩm của Thiên Chỉ Tiên Sinh, bán đấu giá chỉ là một hình thức, chủ yếu là lợi dụng loại hình thức này để mọi người tụ lại với nhau, hiến chút lòng nhân ái đối với những trẻ em thất học, tôi quyết định dùng danh nghĩa cá nhân quyên tặng cho quỹ từ thiện 200 vạn nhân dân tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện trường lại vang lên một số tiếng vỗ tay, nhưng có một ngàn vạn của cha Tấn Bắc vừa rồi, Châu Ngọc ở trước mặt 200 vạn này không tạo ra được chút gợn sóng nào. La Tuệ Ninh mỉm cười gật đầu, tỏ ý cảm tạ với việc thiện của Hà Trường An, nhưng Hà Trường An lại nói có điều tôi có một thỉnh cầu. La Tuệ Ninh cười nói, Hà Tổng, làm từ thiện thì không có hồi báo đâu. Hà Trường An cười nói, tôi hôm nay không mua được bức mãn giang hồng của thiên trì tiên sinh, trong lòng có chút tiếc nuối, mọi người đều biết tôi là thương nhân, cho nên tôi muốn việc thiện của tôi giành được chút hồi báo nho nhỏ những người có mặt ở đây đều bật cười, câu này của Hà Trường An rất thẳng thắn, cũng thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, y quyên ra 200 vạn rốt cuộc là muốn có được dạng hồi báo này. Ánh mắt của Hà Trường An lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Trương Dương. Trương Dương trong lòng rúng động, lập tức hiểu được ý của y. Hà Trường An nói, tôi muốn xin con nuôi của văn phu nhân ở ngay hiện trường viết một bức mãn giang hồng tặng cho tôi, để bù đắp một chút mất mát trong lòng tôi, không biết ý của văn phu nhân như thế nào. Là tuệ ninh hiểu Hà Trường An muốn thông qua loại phương thức này để vớt phát chút sĩ diện, đồng thời cũng chuyển dịch tiêu điểm của công chúng. Không muốn để cha tấn bắc một mình độc mỹ, quan hệ giữa văn gia và Hà Trường An trước giờ luôn rất tốt. Là tuệ ninh lúc trước cự tuyệt yêu cầu mua toàn bộ tác phẩm của thiên trì tiên sinh với giá 5.000 vạn của Hà Trường An cũng là vì có thái độ trách nhiệm với thiên trì tiên sinh, nhưng đối với Hà Trường An dẫu sao cũng có chút áy náy. Hà Trường An đã đề ra yêu cầu này, dứt khoát lợi dụng loại phương thức này để bù đắp chút cho y vậy. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, Hà Tổng đã yêu mến như vậy, con ở đây viết một bức mãn giang hồng tặng cho chú ấy đi. Mẹ nuôi đã lên tiếng, Trương Đại Quan Nhân chỉ đành nghe theo, lúc đứng dậy lại bị Cha Vi kéo lại, Cha Vi nói khẽ mặc kệ y. Trương Dương nào dám không nể mặt mẹ nuôi, và lại hắn còn thiếu Hà Trường An một nhân tình, hiện tại tranh giá đã trần ai lạc định, hắn cho dù viết một bức cũng chẳng tạo nên được sóng gió gì, trương đại quan nhân mỉm cười bất lực với cha vi rồi bước lên sân khấu. Hiện trường rất nhanh liền chuẩn bị xong thư án và văn phòng tứ bảo. Là tuệ ninh ý vị thâm trường nói với Trương Dương, ở đây cao thủ thư pháp như mây, con phải biểu hiện cho tốt. Trương Dương gật đầu, hắn cũng muốn làm cho có lệ, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Là tuệ ninh nói không sai, hiện trường đa số đều là người trong nghề, mình nếu viết qua quyết cho xong, há chẳng phải là làm mất mặt la tuệ ninh ư nghĩ thấu chuyện này trương dương cười nói mẹ nuôi yên tâm bước tới trước thư án trương dương cầm khăn lên lau hai tay cười nói bêu xấu rồi cầm bút lông lên nhắm hai mặt lại bài mãn giang hồng của nhạc phi từng câu từng câu xuất hiện trong đầu trương dương sau khi nhớ lại một lượt câu cú ở trong đầu trương đại quan nhân cầm bút lông lên thư pháp của hắn phong mang tất lộ như trường giang đại hà văn trương trôi chảy giữa những hàng chữ đầy bá khí một đi không về, công bằng mà luận, thư pháp của Trương Dương thích hợp với bài mãn giang hồng này hơn, tuy chỉ luận về thư pháp mà nói thì không thể nào bằng được thiên chỉ tiên sinh, nhưng khí thế và phong cách lại rất hợp với bài từ này. Trương Dương bút tẩu long xà, hành văn liền mạch lưu loát, sau khi viết xong, ngực hơi nhấp nhô, chỉ có dồn hết nhiệt huyết mới có thể viết ra được một cách lâm ly tấn trí. Hà Trường An như có được trí bảo, ở bên cạnh than không ngớt, chữ đẹp, một bước mãn giang hồng tuyệt vời. Lúc nói những lời này, Y cười tùm tìm nhìn cha tấn bắc ở bên cạnh. Cha tấn bắc cũng thầm khen chữ đẹp. Đồng thời vào lúc tán thưởng cũng không thể không bội phục thủ đoạn phản kích của Hà Trường An. Hà Trường An là lợi dụng Trương Dương để di chuyển sự chú ý của mọi người, hóa giải sự xấu hổ vì cuộc tranh giá vừa rồi. Thư pháp của Trương Dương quả thật là kinh diễm, nhưng Trương Dương bị Hà Trường An lợi dụng cũng đầy thành phần bất lực. Cha tấn bắc mỉm cười gật đầu. Quả nhiên là chữ đẹp. Bất kể là kết quả tranh đấu giữa Hà Trường An và Cha Tấn Bắc như thế nào, buổi bán đầu giá từ thiện tối nay không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ thành công. 20 bức tác phẩm thư pháp của Thiên Chỉ Tiên Sinh, tổng cộng quyên được 1.530 vạn, đương nhiên trong đó cũng có công lao của Trương Dương. Cha Tấn Bắc không nghi ngờ gì nữa là người chiến thắng trong mắt mọi người, y lợi dụng buổi bán đấu giá từ thiện để thành công quảng cáo sản phẩm mới của mình. Một loạt những sản phẩm châu báu đó vốn được đặt tên là cơn lốc màu đỏ, chính là buổi bán đấu giá từ thiện lần này đã khiến y thay đổi suy nghĩ, mãng giang hồng nghe dễ đọc và dễ nhớ hơn nhiều. Lúc cha tấn bắc và khư phượng tiên sánh vài bước ra khỏi Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, mấy phóng viên đợi ở ngoài cửa vội vàng vây đến, có phóng viên hỏi, xin hỏi cha tiên sinh, cuộc đẩy giá của ngài hôm nay có phải là sớm đã có chuẩn bị không? Cha tấn bắc mỉm cười, nói, xin đừng quên rồi, hôm nay là bán đấu giá từ thiện, mục đích của tôi tới đây là để làm từ thiện cuộc đẩy giá chỉ là một tiết mục sen giữa. Cha tiên sinh, xin hỏi ngài lúc nào thì đặt tên cho một loạt những sản phẩm châu báu mới là mãn giang hồng. Cha tấn bắc nói, là linh quan thoáng hiện thôi, nên nói là thiên chỉ tiên sinh đã gợi ý cho tôi. Cha tấn bắc đầy kinh nghiệm xa trường trả lời câu hỏi rất trôi trả. Lúc này một phóng viên đeo kính chen lên, nói, xin hỏi cha tiên sinh, ngài và khư tiểu thư có quan hệ gì? Là bạn bè hay là người yêu? Cha tấn Bắc cười ha ha, nói anh nhỏi bát quái lắm, tôi và Khưu Tiểu Thư là quan hệ hợp tác, chúng tôi cũng là bạn bè trong cuộc sống, trên sự nghiệp rất ăn ý, được rồi, lòng hiếu ký của các vị đã được thỏa mãn chưa, mọi người đều mệt rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Phóng viên đeo kính lại đưa ra một vấn đề, cha tiên sinh, bạn tốt nhất của ngài là tổng thiết kế sư Lưu Khánh Vinh của tập đoàn Tinh Toản, bên ngoài đồ đại rằng quan hệ giữa hai người đã vượt quá tình bạn, xin hỏi ngài có cái nhìn gì về lời đồn này nụ cười trên mặt cha tấn bắc biến mất y lạnh lùng nhìn phóng viên đó phóng viên đó lại nói bên ngoài hoài nghi giới tính thực của cha tiên sinh xin hỏi ngài có thể giải thích một chút không cha tấn bắc mỉm cười gật đầu nhưng đột nhiên lại giống như một con sư tử lao lên đấm cho phóng viên đó ngã ra đất gầm lên đổ bố láo mày nói lăng nhăng cái gì đó hiện trường lập tức hỗn loạn cha tấn bắc còn muốn xông lên đá phóng viên đó nhưng khư phượng tiên vội vàng kéo y lại Trương Dương và Cha Vi hai người ở phía sau đi ra, bọn họ nhìn thấy phóng viên vây quanh Cha Tấn Bắc để phỏng vấn, vốn muốn đi vòng qua, nhưng không ngờ Cha Tấn Bắc lại đột nhiên ra tay đánh phóng viên. Hai người vội vàng chen vào, kéo Cha Tấn Bắc đang nổi giận lại, Cha Tấn Bắc chỉ vào tên phóng viên đó, nói tao nhớ mày rồi, đừng có để tao nhìn thấy mày nữa đấy. Cha Tấn Bắc hậm hực trèo lên xe Lincoln, Cha Vi không lên theo, nói khép phiêu khư tiểu thư đưa chú tôi về, tôi và Trương Dương đi cùng nhau khư phượng tiên gật đầu đóng cửa xe lại tâm tình của cha tấn bắc vẫn còn đang kích động ngực không ngừng phập phồng nghiến răng nghiến lợi nói hỗn đản nhất định là hà trường an làm ra khư phượng tiên thở dài nói anh không cần phải giận như vậy cha tấn bắc nói ai dám lôi chuyện của tôi và khánh vinh ra rèm pha tôi sẽ không bỏ qua cho hắn khư phượng tiên bát lực nhìn y một cái nói khẽ tấn bắc từ biểu hiện của hà trường an tối nay cho thấy Mục tiêu tiến quân vào giới châu báu của y sẽ không thay đổi. Cha Tấn Bắc thở dài một hơi, dần dần bình phục lại tình tự kích động, nói khẽ, vì sao lại khẳng định như vậy. Anh mua được mãn giang hồng, y bỏ 200 vạn ra bảo Trương Dương viết cho y một bức mãn giang hồng, y ám chỉ với chúng ta rằng sẽ sử dụng con đường khác để tiến quân vào giới châu báu. Cha Tấn Bắc nói, y chẳng qua chỉ mua được mấy mỏ kim cương ở châu Phi, cho rằng như vậy là có thể có vốn để khiêu chiến chúng ta à thật là nực cười. Châu báu có tốt hơn nữa cũng cần có thiết kế tương ứng, tinh toản của chúng ta có đoàn đội thiết kế nhất lưu thế giới, y dám tiến vào thì khẳng định sẽ phải nhận kết cục thất bại. Khư Phượng Tiên nói, Hà Trường An này lai giả bất thiện, chúng ta vẫn phải đối đãi cẩn thận. Cha Tấn Bắc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói, tăng nhanh xây dựng đại lý ở các thành phố trên toàn quốc, phải khiến mạng lưới tiêu thụ của chúng ta trải khắp cả nước. Khư Phượng Tiên gật đầu, nói tôi lập tức về Đài Loan một chuyến, xin rót vốn mới từ công ty. Cha Vi có chút bất mãn đối với chuyện Trương Dương tối nay viết chữ cho Hà Trường An, leo lên xe pick up của Trương Dương, cô ta không nhịn được bèn nói, không có nghĩa khí, anh rõ ràng biết Hà Trường An đối đầu với chú tôi, còn đứng ở phía y nữa. Trương Dương cười khổ, nói chuyện tôi nay tôi là cưới hổ khó xuống, mẹ nuôi tôi đã lên tiếng rồi, tôi không thể nào không nể mặt bà ấy. Và lại, không phải chỉ là một bức tranh chữ thôi ư? Hà Trường An bỏ ra 200 vạn, tôi tự biết lấy mình, bức tranh chữ của tôi có bán với giá 2 vạn cũng chả có ai mua. Cha Vi không đồng ý, nói: "Không được, chú tôi cho anh mượn cháu gái rồi, anh không ngờ còn đối với ông ấy như vậy, anh là đồ không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa." Trương đại quan nhân cười nói: "Cô cũng đâu có thiệt, tôi mượn thì mượn thật, đáng tiếc ngay cả một ngón tay của cô cũng không được đụng vào." sao nghe câu này của cô giống như là muốn mời tôi thế? Cha Vi cười khúc khích, nói, đồ xấu xa, mời tôi ăn cơm đi, nếu không thì đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Trương Dương gật đầu, cha Vi nói câu này chứng tỏ là đã không tức giận nữa, y nghĩ một chút rồi nói, hay là đi ăn dạ dày nổ. Cha Vi trợn mắt lườm hắn, anh chẳng có chút sáng ý gì cả. Trương Dương nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ rồi. Cha Vi đột nhiên nói, dừng xe, dừng xe, Trương Dương dừng xe lại, cha vi đẩy cửa nhảy xuống, đi xuyên qua đường cái, đi tới một một cửa hàng bán lỗ thái ở đối diện. Trương Dương không khỏi bật cười, sáng ý của cô nhóc này so với mình thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cha vi mua ít lỗ thái, lại ở quán bia bên cạnh một một tá bia lạnh, sách túi nhựa cười tươi giói xoay người lại, vừa đi qua đường vừa vẫy tay với Trương Dương. Trương Dương nằm trên vô lăng mỉm cười nhìn cô ta, đột nhiên một chiếc xe thương vụ màu lam đậm lái qua, che thị tuyến của Trương Dương, sau đó liền nghe thấy tiếng hét của cha Vi. Tim Trương Dương lập tức có thắt lại, hắn đẩy cửa, nhanh chóng chạy về phía cha Vi. Chiếc xe thương vụ đó đã lao vào trong bóng đêm, cha Vi bị đẩy ngã xuống đất, đồ trong tay rơi vung vãi, mặt thì bị hắt nước, cô ta sợ hãi ôm mặt, run giọng nói, mặt tôi, mặt tôi. Trương Dương lao tới cạnh cô ta, đỡ lấy Vi của Trương Dương, xác định trên mặt cha Vi chỉ là nước lọc, hắn an ủi, mặt cô không sao cả, Cha Vi kinh hồn chưa định mở mắt ra, lại nhớ tới một chuyện, tay cô ta ôm ngực, phát hiện chiếc vòng đeo ở cổ đã không cánh mà bay, cha Vi thốt lên, vòng cổ. Trương Dương đỡ cha Vi lên xe pick up, vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, cái vòng cổ mà cha Vi đeo trị giá 500 vạn, đây rõ ràng là một vụ cướp đã được tính toán trước. Trương Dương khởi động xe pick up phóng về phía trước. Cha Vi dùng khăn lau nước trên mặt, lúc này tình của tự của cô ta mới chấn định lại trương dương nói thắt dây an toàn vào đi chúng ta đi lấy đồ cha vi nói cần báo cảnh sát không trương dương đã nhìn thấy chiếc xe thương vụ bích ở đằng xa cười lạnh nói không cần tôi cũng muốn xem xem ai con mẹ nó ăn gan báo không ngờ lại dám cướp đồ của cô cha vi nhìn ánh mắt đầy tự tin của trương dương trong lòng đột nhiên cảm thấy vững tâm hơn nhiều đây chính là một loại cảm giác an toàn ở trước mặt nhiều người cha vi là một cô gái cứng cỏi nhưng cô ta ở trước mặt Trương Đại Quan Nhân lại rất ít biểu hiện ra sự cường thế của mình, cũng chỉ có ở trước mặt Trương Dương cô mới phát giác ra mình có nhiều thành phần ôn nhu của nữ tính. Bọn cướp ở phía trước rõ ràng là đã phát hiện ra xe pick up đuổi sát theo sau, xe buýt lập tức bắt đầu tăng tốc. Kỹ thuật lái xe của Trương Đại Quan Nhân trong sự rèn luyện không ngừng đã đề thăng rất nhanh, ít nhất thì cũng vượt xa trình độ đánh xe ngựa của hắn lúc ở chiều tùy. Xe Nissan pick up khi sắp tiếp cận chiếc xe thương vụ buýt, đột nhiên đạp mạnh ga, động cơ nhanh chóng để thăng, xe pick-up lao vút lên trước, phần đầu xe đã vượt lên cả xe thương vụ buýt. Đối phương đánh mạnh tay lái, thân xe buýt va mạnh vào sườn phải của xe pick-up, sự va chạm kịch liệt khiến cho xe Nissan pick-up rời khỏi phương hướng, kính ở ghế phụ cũng vỡ là tả. Cha Vi gào lên cúi đầu xuống, tránh bị kính vỡ rạch phải. Trương Dương khó khăn lắm mới khống chế lại được chiếc xe pick-up, lái về quỹ đạo lúc trước, tức giận mắng, con mẹ nó, ông bắt được chúng mày rồi sẽ tính cả thể. Cha Vi mặt mày trắng bệch, nói, đừng, bỏ đi, cô ta tuy gan lớn nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cô gái, gặp phải chàng diện như thế này cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Trương Dương lắc đầu, nói, muốn chạy à, không dễ vậy đâu, cô nhóc, cô lái xe đi, thằng ôn này thành thạo kéo ghế ra sau, để cha Vi từ ghế phụ dèo qua, Trương Dương từ từ giao vô lăng và chân ga cho cô ta, bộ ngực đầy tính đàn hồn của cha vi theo sự sóc nảy của xe mà không ngừng ma sát vào những chỗ mẫn cảm của trương đại quan nhân sức khống chế đáng thương của thằng ôn này lại sụp đổ cha vi cũng mẫn cảm phát giác ra biến hóa ở phía sau cô ta cắn chặt môi hai tay cuối cùng cũng hoàn toàn nắm được vô lăng trương dương hít sâu một hơi đẩy cửa xe nhường ghế ngồi quyến luyến hoàn toàn lần thay đổi vị trí này cha vi mặt đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe thương vụ buýt càng lái càng xe ở phía trước trong đầu là một mảng trống rỗng. Trương Dương nhắc nhở cô ta, tăng ga đuổi theo đi. Hắn bò lên nóc xe, sau đó khích lệ Cha Vi, cô nhất định được mà. Cha Vi lấy hết dũng khí, đạm mạnh ga, lái xe pick up tiếp tục đuổi theo. Bọn cướp từ kính chiếu hậu nhìn thấy xe pick up lại đuổi theo thì cũng thấy bất lực. Bọn chúng cũng không ngờ hôm nay lại gặp phải nhân vật khó chơi như vậy, thật đúng là dai như đỉa. Hai chiếc xe khi chạy song song, gương cửa số ở ghế lái của xe thương vụ được kéo xuống tên lái xe một tay cầm vô lăng một tay giơ khẩu súng lục hiệu 54 lên cha vi nhìn thấy tất cả đột nhiên đạp phanh trương dương mượn lực quán tính bay lên không vững vàng hạ xuống nóc xe thương vụ bích xe thương vụ bích hất mạnh đuôi ý đồ muốn hất trương dương xuống thân thể của trương dương giống như là dính lên nóc xe hắn giơ tay phải đầm vào cửa sổ ở nóc xe dầm một tiếng cửa sổ vỡ ra một người trong xe giơ súng bắn Trương Dương, Trương Dương giống như điện xẹt nắm lấy cổ tay gã, đạn bắn vào khoảng không, từ tiếng động có thể nghe ra, đây chỉ là súng bắn đạn thép mô phỏng súng hiệu 54, không phải là súng lục thực sự. Trương Dương tay phải dùng sức, không ngờ lại lôi tên cướp đó từ trong xe ra. Không đợi gã có phản ứng gì, một quyền đấm vào mặt gã, đánh cho gã lỗ mũi ăn trầu, lập tức hôn mê. Tên cướp lái xe mặc kệ đồng bạn còn ở bên trên, không ngừng thay đổi phương hướng xe đi theo hình chữ S, Trương Dương bám chặt lên nóc xe, tên cướp vừa rồi bị hắn đánh ngất thì lại không may mắn như vậy, từ trên nóc xe lăn xuống. Cha Vi lái xe pick up bám sát theo sau, đột nhiên nhìn thấy một người từ trên nóc xe buýt lăn xuống, còn cho rằng là Trương Dương, sợ đến nỗi sắp bật khóc, cô ta đánh tay lái né người đó, nhìn thấy Trương Dương ở trên nóc xe buýt giơ ngón tay cái về phái cô ta. Một con dao quân dụng sáng loáng đâm thủng nóc xe, đâm vào phần bụng của Trương Dương, Trương Dương nghiêng người né tránh. Một tên cướp từ cửa sổ nóc thò nửa người ra, vùng khai sai đao chém Trương Dương, Trương Dương hai chân tách ra, khai sơn đao chém hụt, chém ra một vết dao sâu hóng trên nóc xe, Trương Dương tung chân đá vào mặt tên cướp đó. Chiếc xe thương vụ bích phanh gấp lại, thân thể của Trương Dương bởi vì quán tính là bay ra trước, hắn thuận theo nóc xe trượt lên nắp động cơ, một quyền đám lên kính chắn gió, một quyền này không dùng toàn lực, khống chế lực lượng rất tốt, khiến cho kính chắn gió nứt ra như lưới nhện, xong lại không hoàn toàn vỡ vụn, tên lái xe đạp mạnh ga. Chiếc xe buýt giống như ruồi không đầu phi về phía trước, Trương Dương nghe thấy tiếng còi của xe pickup, quay người lại nhìn thì thấy chiếc xe buýt chỉ còn cách một chiếc xe tải ở phía trước không tới 10 mét. Trương Dương bay lên không vững vàng hạ xuống thùng hàng của xe pickup, chiếc xe thương vụ buýt bởi vì kính chắn gió bị nứt, lái xe không nhìn rõ đường, khi gã phát hiện ra sắp đâm vào chiếc xe tải ở phía trước thì phanh lại cũng không còn kịp, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng két chói tai, chiếc xe buýt không kịp giảm tốc đâm mạnh vào phần đuôi chiếc xe tải. Cha Vi dừng xe, Trương Dương nhảy xuống, đi tới trước chiếc xe buýt, kéo cửa ra, bởi vì va chạm quá mạnh, bốn tên cướp ở trong xe đều nằm bất động, không biết là sống hay chết. Trương Dương từ trong người một tên lấy ra được cái vòng cổ, lúc cầm về, thuận tay sờ vào cổ gã, phát hiện là tên cướp này đã chết rồi. Trương Dương thầm kêu bất diệu, tuy hắn hôm nay rõ ràng là phòng vệ chính đáng nhưng chuyện này vẫn có chút phiền phức từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát cha vi có chút lo lắng nhìn trương dương sao giờ trương dương mỉm cười an ủi cô ta không sao đâu chúng ta là phòng vệ chính đáng mà cha vi còn chưa biết chuyện trong xe có người chết trương dương nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ tới một người hình chiêu huy của quốc an chuyện này do quốc an xử lý là tốt nhất tuy hắn đã rời khỏi quốc an nhưng gặp phải loại phiền phức này cũng không thể không chủ động gọi điện thoại cho hình chiêu huy cảnh sát sau khi tới liền kiểm tra hiện trường tổng cố là hai chết ba bị thương tên vừa rồi từ trên nóc xe buýt lăn xuống cũng chết rồi cha vi nghe nói có người chết không khỏi cảm thấy sợ hãi đang định gọi điện thoại về nhà thì một chiếc xe jeep màu đen lái tới hiện trường hình chiêu huy và triệu quân cùng nhau tới trương dương thấy họ tới rồi liền nói với cha vi không cần thông báo đâu chuyện này để tôi xử lý Triệu quân bước về phía cảnh sát phụ trách hiện trường, hình chiêu huy thì mỉm cười đi tới trước mặt Trương Dương, rất hòa khí nói, sao? Tới Kinh Thành mà không báo cho tôi một tiếng, hiện tại gặp phiền phức mới nhớ tới bạn cũ à? Trương Dương cười nói, tôi căn bản không coi ông là bạn, một ngực đều coi ông là lãnh đạo. Hạ tưởng nói, lãnh đạo là dùng để tôn trọng, thằng ôn cậu có tôn kính tôi tí nào đâu. Y quay lại nhìn chiếc xe thương vụ bích đâm nát bét, tấm tắc khen, ghê gớm thật cậu tới đâu thì nơi đó không được thái bình. Cha Vi bảo vệ Trương Dương, ông nói gì thế? Có phải là chúng tôi gây chuyện đâu, là đám cướp này cướp vòng cổ của tôi? Hình Chiêu Huy nói, cô là con gái của bộ trưởng cha à? Cha cô nếu biết cô ở trên phố đua xe với người ta, không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ? Cha Vi nghe ra là hình Chiêu Huy quen cha mình, lập tức có chút trột dạ, nói nhỏ, đừng có nói với cha tôi. Hình Chiêu Huy bật cười. Triệu quân sau khi làm xong chuyện này liền quay lại, chỉ vào xe jeep nói, lên xe đi. Trương Dương nói, tôi có xe mà, chiếc xe pick up của hắn cũng bị đâm cho thảm không nỡ nhìn. Triệu quân nói, chiếc xe đó của cậu là chứng cử, phía cảnh sát sau khi điều tra lấy chứng cứ mới trả lại cho cậu, trước tiên lên xe của chúng tôi đi. Trương Dương thở dài, vốn đã hẹn với Trần Tuyết ngày mai về Giang Thành, xem ra cục diện hiện tại không về được rồi, hắn đưa chìa khóa cho Triệu quân, Cùng cha Vi lên xe jeep của Quốc An. Triệu Quân lại dặn dò phía cảnh sát, rồi mới quay về xe. Hình Chiêu Huy khởi động xe jeep, men theo đường cái chậm rãi lái về phía chính Bắc. Trương Dương nói nhỏ, sao rồi? Triệu Quân nói, mấy tên cướp này đều là kẻ phạm tội hình sự nhiều lần, một người trong đó có tham dự vụ án cướp tiệm vàng Đức Thắng hồi đầu tháng, cậu yên tâm đi, chắc là không có phiền phức gì đâu, chúng tôi sẽ xử lý. Cha Vi đầy hiếu kỳ nói, các anh là cảnh sát à? Hình Chiêu Huy nói, Bộ Công an, chúng tôi và Trương Dương là bạn. Y dẫu sao cũng kinh nghiệm đầy mình, nói dối chỉ há miệng ra cái là được, không cần phải nghĩ. Trương Dương nói với Cha Vi, trước tiên đưa cô về nhà đã. Cha Vi trải qua một trường phòng ba như thế này mà không ngờ lại không hề biểu hiện ra vẻ sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm tôi còn chưa ăn cơm. Hình Chiêu Huy nghe thấy câu này không khỏi bật cười, vậy chúng ta đi đâu đó ăn. Trương Dương vội vàng nói, không cần, thế thì làm phiền các ông quá. Hắn là sợ cha vi biết quan hệ giữa mình và quốc an. Hình chiêu huy cười nói, không sao, không phiền gì cả, chúng ta là bạn bè mà. Đi ăn đồ Pháp nhé. Trương Dương đang định cử tuyệt thì cha vi nói, được đó. Có điều muộn thế này rồi thì đi đâu ăn đồ Pháp. Hình chiêu huy nói, khách sạn hương tạ lệ xá, có thịt bò bít tết, có tôm hùm, có rượu vang. Cha Vi lắc đầu, nói tôi chưa từng nghe thấy có khách sạn hương tạ lệ xá. Hình chiêu huy cười nói, thật ư, y quay người lại, một ống thép rơi xuống chỗ cách giữa hai hàng ghế, Cha Vi còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì mũi lập tức ngửi thấy mùi ngọt ngọt, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu gục xuống người trương dương. Trương đại quan nhân thì khá hơn chút, cũng ít không ít khi gây mê, giả vờ như đầu óc quay cuồng, mềm ọt nằm ưỡn trên ghế trong lòng lại lặng lẽ điều tức làm tan đi thành phần gây mê trong cơ thể. Hình chiêu huy nhìn đồng hồ, thằng nhóc này luôn thích phá hứng thú ăn uống của chúng ta. Khoảng một tiếng sau thì xe jeep dừng lại, cửa xe bị kéo ra, hình chiêu huy nhìn Trương Dương nằm ở ghế sau, nói, đừng giả vờ nữa, chút khí này không làm cậu mất được đâu. Còn không ngồi dậy là tôi lấy côn điện chích cậu đấy. Ông dám à, Trương Đại Quan Nhân bực bội ngồi dậy, duỗi lưng, thấy cha vi nằm trên đùi mình, vẫn bất tỉnh nhân sự. Hình Chiêu Huy nói, muốn ăn đồ pháp thì phải tới đây. Bế cô ta vào đi. Trương Dương ôm Cha Vi rời khỏi xe jeep, vừa rồi phát hiện bọn họ ở trên một bến tàu, đèn dưới bóng đêm nhấp nháy, tiếng sóng biển xô bờ rất rõ ràng, Hình Chiêu Huy và Triệu Quân bước về phía trước, dừng lại trước một chiếc thuyền hàng cực to. Trương Dương bế Cha Vi đi theo sau họ tiến vào thang máy của thuyền hàng, Hình Chiêu Huy mỉm cười, nói, Hoan nghênh Quang Lâm nhà hàng nước Pháp của Quốc An trong tiếng thang máy ầm ầm, bọn họ đi lên trên. Bước vào khoang thuyền, lại thấy trên khoang thuyền đặt một chiếc bàn ăn, trải khăn trắng sạch, bàn ăn phong cách baroque, tuy có giá cắm nến, nhưng lại không đốt nến, đây là bởi vì gió biểu quá lớn. Chủ nhiệm cục người của quốc an là Trương Bích Quân mặc vãn trang màu đen khí chất yêu nhã ngồi trước bàn ăn, mỉm cười nói thị trưởng Trương, cậu đúng là khó mời. Trương đại quan nhân lúc nãy có chút mê muội rồi, tối nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? hắn đặt cha vi lên ghế, cha vi thần chí không tỉnh nên căn bản không thể nào ngồi vững được, Trương Dương chỉ đành đưa vai cho cô ta mượn, hắn kinh ngạc nói trận thế lớn vậy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hình Chiêu Huy ngồi xuống, tôi và cục trưởng Trương vốn hẹn nhau ăn tối ở đây, cậu là quấy nhiễu bữa ăn của chúng tôi. Trương Dương biết đám người quốc an không bao giờ ra bài theo lẽ thường, hắn cười nói, tôi bảo này, tôi rốt cuộc vì sao phải tới đây. Trương Bích Quân nói, vốn là không có chuyện của cậu, nhưng cậu đã tới rồi thì lại thành có chuyện của cậu trương dương nói tôi đã từ chức rồi hiện tại không còn quan hệ gì với quốc an các người nữa hình chiêu huy nói cậu đúng là đã đệ đơn xin từ chức nhưng tôi đâu có phê chuẩn tiền lương của cậu chúng tôi mỗi tháng đều trả như cũ về nhân sự thì cậu vẫn thuộc sự quản lý của quốc an chúng tôi trương dương cười khổ nói tôi nói này các người sao như âm hồn bất tán thế hóa ra đám quốc an các người đều vô lại như vậy à chương 397, thay mới. Trương Bích Quân và Hình Chiêu Huy đều là lão tướng kinh nghiệm xa trường. Tâm thái của họ sớm đã thủy hỏa bất xâm, lời nói của Trương Dương căn bản không thể nào kích khởi được tình tự ba động của họ. Một nhân viên phục vụ mặc sơ mi trắng, áo ghi lê màu đen bước tới, đặt menu xuống trước mặt Trương Dương. Trương Dương bật cười, bất kể mục đích của họ tối nay là như thế nào, loại tràng diện này Trương Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hình chiêu huy gái gái cầm, nói thích ăn gì thì cứ gọi, thức ăn Pháp chính tông đấy. Trương Dương phát hiện thực đơn toàn bộ đều là bằng tiếng Pháp, hắn nhíu mày, nói chơi tôi đấy à? Biết rõ tôi không hiểu tiếng Pháp mà còn cầm ruột ngỗng cho tôi xem. Trương Bích Quân bật cười, nói, để tôi gọi giúp cậu. Trương Dương nói, kỳ thực tôi không thích ăn đồ Tây, không quen dùng dao dĩa. Trong khái niệm của tôi, dao là dùng để giết người. Hình Chiêu Huy cười nói, cho nên mới nói cậu thích hợp ở lại quốc an. Trương Dương nói, ông trước tiên dừng lại đã, chúng ta hay là nói rõ đi đã, để tránh bữa ăn này tôi ăn không yên. Hình Chiêu Huy nói với Trương Bích Quân, hay là chủ nhiệm Trương nói đi. Trương Dương cười thầm trong lòng, Hình Chiêu Huy này vẫn không mất đi bản sắc của một con cáo già, chuyện gì cũng đẩy cho người khác, còn mình thì lui ra sau. Ngẫm thấy Hình Chiêu Huy là chủ nhiệm cục 4, Trương Bích Quân trước đây là phó thủ của Y, gần đây mới đảm nhiệm chức cục trưởng cục 10, nhưng từ biểu hiện của hình Chiêu Huy cho thấy, y một mực đều có chút tôn kính Trương Bích Quân, nhưng đây không phải là phong độ thân sĩ gì cả, điều này khiến Trương Dương nhìn không thấu, địa vị của Trương Bích Quân ở trong nội bộ Quốc An có lẽ còn cao hơn hình Chiêu Huy. Trương Bích Quân đưa cho Trương Dương mấy bức ảnh, tấm đầu tiên là cha Tấn Bắc, tấm thứ hai là ảnh chung của cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên, ảnh thứ ba là ảnh chung của cha Tấn Bắc và một nam tử tay trong tay đứng dưới tháp Ffen. Cha tấn bác ở trên ảnh cười rất vui vẻ, nam tử còn lại thì Trương Dương chưa từng gặp. Trương Bích Quân nói cha tấn bác và Khư Phượng Tiên chắc cậu có biết, Khư Phượng Tiên là con gái của Khư Tác Đông, ôm trùm vương triều kim cương Đài Loan, ông nội của cô ta là tướng lĩnh quốc dân đảng nổi danh. Khư Hạc Sinh Trương Dương nhíu mày, cô không phải hoài nghi cô ta là gián điệp của Đài Loan chứ? Trương Bích Quân dùng tay chỉ vào nam tử trong bức ảnh thứ ba, nói, người này thì cậu chưa gặp, gã tên là Lưu Khánh Vinh, là thiết kế sư thủ tịch của Tập đoàn Tinh Toản, cha Tấn Bắc quen gã lúc học ở châu Âu, Lưu Khánh Vinh sinh ra ở Đài Loan, lúc 3 tuổi thì cùng cha mẹ di dân sang Pháp, lúc trẻ đã biểu hiện ra thiên phú nghệ thuật hơn người, năm 16 tuổi thì tiến vào Học viện Nghệ thuật Quốc lập Pháp, về sau lại trước sau tới Mỹ, Italia, năm 25 tuổi thì quen cha Tấn Bắc, cùng y thành Chi Kỳ Hảo Hiếu. Cha Tấn Bắc thành lập Tập đoàn Tinh Toản, hợp tác với Vương Triều Kim Cương của Đài Loan, Lưu Khánh Vinh có công từ đầu tới cuối. Trương Dương nói, tôi không quen Lưu Khánh Vinh, cũng không có hứng thú với gã. Trương Bích Quân nói, chúng ta nói ngắn gọn lại nhé, tôi nhận được tin tức. Lưu Khánh Vinh là nhân viên gián điệp của Đài Loan, người này và Vương Triển mà cậu biết ở châu Âu từng có tiếp xúc với nhau. Trương Dương vốn không có hứng thú gì với Lưu Khánh Vinh, nhưng nghe thấy tên của Vương Triển thì không trong lòng không khỏi rung động, chuyến đi của Trương đại quan nhân tới châu Âu, ấn tượng mà Vương Triển lưu lại cho hắn quá sâu. Trương Bích Quân nói, cậu ở châu Âu đã kết một mối thù rất sâu với Vương Triển, cho dù là cậu không đối phó với gã, e rằng gã cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Trương Dương cười nói, vẫn trò cũ à, lại dùng loại phương pháp này để dọa tôi ư. Trương Bích Quân nói, lần này chúng tôi không yêu cầu cậu làm công tác quá nguy hiểm, cậu chỉ cần giúp chúng tôi điều tra Lưu Khánh Vinh rốt cuộc là đang tiến hành loại hành động nào, cha tấn bác, khư phượng tiên hai người có liên quan gì tới công tác tình báo không chuyện này đối với cậu không khó phải không nào. Trương Dương có chút kỳ quái, nói, vì sao lại chọn chúng tôi? Tôi và họ chẳng qua chỉ mới vừa quen nhau thôi à. Trương Bích Quân nói, tinh toản không lâu nữa sẽ mở một đại lý ở Giang Thành, đây là đại lý thứ hai ở Bình Hải, án chiếu theo phương thức kinh doanh trước đây của họ. Tất cả hoạt động của đại lý toàn là do Lưu Khánh Vinh tự tay đi làm, cơ hội mà cậu tiếp xúc với gã khẳng định rất nhiều. Và lại, cậu và cháu gái của cha tấn bác thân nhau như vậy, với thân phận của cậu lấy được tín nhiệm của gã thì không có gì khó khăn. Trương Dương nói, gã đã quen với Vương Triển, cô sao có thể khẳng định gã không phải là Vương Triển phái tới để hại tôi. Trương Bích Quân nói, cho nên mới bảo cậu điều tra, điều tra rõ ràng nội tình của Lưu Khánh Vinh rồi, như vậy mới có phòng hỏa hoạn lúc chưa xảy ra, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, nếu không người ta giết tới cửa nhà cậu mà cậu vẫn còn chưa biết đấy. Trương Dương cười ha ha một tiếng coi câu nói này của Trương Bích Quân thành bắn tiếng đe dọa. Lông mi của cha Vi hơi run run, thuốc mê sắp hết công hiệu, cô ta sắp tỉnh rồi, Trương Bích Quân đưa một viên thuốc cho Trương Dương, đứng dậy nháy mắt với hắn cùng cha tiểu thư thưởng thức bữa ăn phát đi. Ăn xong đừng quên cho cô ta uống thuốc, để cô ta đánh một giấc thật ngon. Nói xong, Trương Bích Quân và hình chiêu huy, triệu quân đứng dậy đi trước, triệu quân trước khi đi thì đặt chìa khóa xe zip lên bàn. Cha Vi từ từ tỉnh lại, rụi rụi mắt, tất cả ở trước mắt mới từ mơ hồ biến thành rõ ràng, nhìn thấy khuôn mặt sán lạn của Trương Dương, Cha Vi mới yên tâm lại, cô ta ngồi thẳng dậy, nhìn tất cả những gì ở trước mặt như không tin vào mắt mình, đây là đâu. Trương Dương cười nói, cô tự mình nhìn đi. Cha Vi đứng dậy đi mấy bước quanh bàn ăn trên sàn thuyền, cô ta cảm nhận gió biển thổi vào mặt, tiếng sóng biển trong đêm lặng, còn có cả mùi muối biển mặn mặn. Cha Vi hưng phấn xoay mình tại chỗ chúng ta đang ở trên thuyền. Chúng ta đang ở bờ biển. Trương Dương từ trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang, rất tiêu sái mở nút, mỉm cười nói, nơi này chính là khách sạn hương tạ lệ xá đấy. Nhân viên phục vụ mang thức ăn pháp thơm ngon lên, có ốc sen, có tôm hùm, có thịt bò bít tết. Trương Dương không thể không bội phục năng lực của quốc an, bất kể có phải tối nay Trương Bích Quân đã an bài trước hay không, nhưng người này đều là có lòng, chế tạo ra một bữa ăn tối lãng mạn. Tiếng đàn dương cầm chậm rãi mà du dương nhẹ nhàng vang lên, một nam tử mặc áo đuôi tôm lặng lẽ bước vào tấu lên giả khúc lãng mạn. Trên mặt cha vi đầy vẻ kinh hỉ và hạnh phúc, trên thế giới này làm gì có cô gái nào lại không mong chờ chàng cảnh này. Trương Dương cầm chén lên, rượu vàng sóng sánh trong chén, cạn chén. Cha vi gật đầu, cô ta rất đoan trang ngồi ở đối diện Trương Dương, nhẹ nhàng chạm cốc, thiếu nữ nào cũng chờ mong và hưởng thụ loại lãng mạn này, bọn họ thậm chí còn hạnh phúc đến nỗi quên cả hỏi căn nguyên của sự lãng mạn này ánh mắt của cha vi ôn nhu như sao sáng trên trời, nói khẽ tôi thích lắm. Trong từ ngữ được bỏ qua bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Trương đại quan nhân cười nói, thích cái gì? Sóng biển, bãi cát, cây xương rồng hay là vị thuyền trưởng là tôi? Cha vi cười khúc khích tất cả. Cô ta quay sang nghệ sĩ đang cầm đàn, đánh tiểu giả khúc của Mô đi. Nghệ sĩ chơi đàn rất lịch sự gật đầu mỉm cười với cha vi. Sau đó tấu lên tiểu giả khúc của Mozart. Trương Dương chia tay ra, nói tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu không? Trương Đại Quan Nhân là một người rất hiểu tình thú, biểu hiện của thằng ôn này khiến bầu không khí càng thêm hoàn mỹ, ở trong lòng cha vi biên chế ra một cảnh tượng hoàn mỹ nhất. Dưới ánh sao, đôi nam nữ trẻ tuổi thước tha khiêu vũ, dáng múa của họ chậm rãi, giao dung với nhạc khúc và bóng tối, cũng diễn dịch ra một nhịp điệu lãng mạn. Cha Vi nâng chén, nói Trương Dương, cảm ơn anh đã mang tới cho tôi một buổi tối mỹ hảo như vậy trương dương lại chạm cốc với cô ta nhìn trương dương uống hết chén rượu vang tất cả ở trước mặt cha vi đột nhiên biến thành mơ hồ cô ta ra sức dụi mắt để mong nhìn rõ trương dương ở đối diện cố gắng lưu lại tình cảnh mỹ rượu này lâu hơn một chút nhưng rất nhanh liền không thể nào trụ nổi nằm gục trên bàn mất đi ý thức trương dương thở dài thuốc mà trương bích quân đưa cho hắn quả thật là mạnh hắn nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán cha vi ôn nhu nói cô bé mơ đẹp nhé khi cha Vi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, cô ta phát hiện mình đang nằm trong phòng mình, đầu óc quay cuồng, nỗ lực nhớ lại, vẫn còn nhớ mang máng tình cảnh mình và Trương Dương khiêu vũ dưới ánh sao, còn những cái khác thì không nhớ nữa. Cửa phòng có tiếng gõ khe khẽ, cha của cô ta, bộ trưởng cha tấn nam của bộ trung tổ bước vào, mỉm cười nói tỉnh rồi à. Cha Vi gật đầu, con, về thế nào vậy? Cha tấn nam nói, chú con và khưu tiểu thư đưa con về, nói là con uống nhiều rồi cha vi dây dây thái dương, con nhớ hình như là ở trên thuyền. Cha tấn nam sờ chán con gái, nói con không suốt chứ. Cha vi nhìn ánh sáng chói trang ngoài cửa sổ, buồn bã mất mắt nói chẳng lẽ. Chỉ là một giấc mơ. Trương Dương tới Tổng Bộ Quốc An gặp Trương Bích Quân, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ của Quốc An, đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Trương Bích Quân. Trương Bích Quân đã chuẩn bị trước một số tư liệu giao cho Trương Dương chuyện tôi qua đã giải quyết xong rồi chuyện cướp giật đó không phải là ngẫu nhiên có người đã tiết lộ tin tức cho đám cướp đó nói rằng tối hôm qua cha vi sẽ mang ánh sáng hoa hồng tới dự tiệc cho nên đám cướp này mới theo dõi cha vi rồi hạ thủ trên đường trương dương nhíu mày có cha ra kẻ đứng sau không trương bích quân lắc đầu rất khó bọn cướp lọt lưới đều là nghe được tin tức qua điện thoại không biết là ai để lộ tin tức cho chúng trương dương nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội trương bích quân nói chuyện này duệ dung không biết cho nên tôi hy vọng cậu tạm thời giấu nó trương dương cười nói cô chắc không phải là định để cháu gái ở lại cạnh tôi làm việc chứ trương bích quân nói tính tình của con bé này góc cạnh phân minh cần phải rèn rỗi nhiều tôi chỉ có một đứa cháu gái không muốn nó quá mạo hiểm cô không muốn cô ấy mạo hiểm nhưng lại rất thích đẩy tôi vào hố lửa trương bích quân cười nói chuyện này không có gì là nguy hiểm cả chỉ là bảo cậu cha rõ nội tình của họ. Cậu biết đấy, Khư Phượng Tiên là thương nhân Đài Loan, lại là con gái của Khư tác Đống, thương gia châu báu lớn nhất Đài Loan, mà cha Tấn Bắc là em trai của bộ trưởng cha, thân phận cực kỳ mẫn cảm, chúng ta phải đối đãi thận trọng. Trương Dương nói, Lưu Khánh Vinh đó rốt cuộc có phải là gián điệp hay không, các cô chưa xác định được à? Trương Bích Quân lắc đầu, nói chỉ là nhận được một số tin tức, nếu xác định được thì chúng tôi đã áp dụng hành động đối với gã rồi trương dương nói tôi đồng ý rồi có điều các cô nói sao cũng phải cho tôi chút lợi ích chứ trương bích quân biết thằng ôn này lại nổi bệnh cò kè mặc cả rồi không khỏi cười nói trên cấp bậc hành chính thì chúng tôi không thích hợp giúp cậu trên kinh phí hoạt động thì chúng tôi có thể thoải mái một chút thức ăn và rượu vang tối qua không tồi chứ trương dương cười nói hy vọng thuốc mà cô đưa cho tôi sẽ không giết quá nhiều tế bào não của cha vi trương bích quân nói yên tâm đi thuốc chỉ khiến đoạn ký ức của cô ta tối qua trở nên mơ hồ mà thôi, sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ta đâu. Cô ta lại nhớ tới một chuyện, từ trong ngăn bàn rút ra một bản danh sách, nói gần đây quốc nội có không ít cán bộ tới ma cao đánh bạc, chúng tôi nắm được một số tư liệu, phong trạch cũng có cán bộ trong thời gian tới hồng không tiến hành khảo sát đi đánh bạc, danh sách này chắc là có chút giúp đỡ cho cậu. Trương Dương vui mừng quá đỗi, phần lễ này của Trương Bích Quân khá là trọng hậu. Cầm bản danh sách đó xem, phó thị trưởng phong trạch lâu quang lượng không ngờ cũng ở trên đó, ghi chép bên trên rất tường tận, ngay cả lâu quang lượng tới ma cao lúc nào, tới sòng bạc nào, mấy giờ vào cửa, mấy giờ ly khai, thua bao nhiêu đều ghi chép hết sức rõ ràng, Trương Dương cẩn thận thu lại phần chứng cứ này. Trương Bích Quân nói, hy vọng cậu có thể nhanh chóng tra rõ chuyện này. Rời khỏi văn phòng của Trương Bích Quân, Trương Dương tới chỗ triệu quân đòi xe pick up của mình, xe pick up tuy được nhận về, nhưng xe đã bị đâm cho mép mó, triệu quân cùng hắn đưa xe tới xưởng bí mật của quốc an trương đại quan nhân đối với việc sửa xe ở đây rất nghi ngờ có trời mới biết được đám người này có lắp các loại như camera quay trộm lên xe mình không ở trước mặt triệu quân hắn cũng không che giấu nhắc nhở triệu quân ngàn vạn lần đừng có động tay động chân lên xe tôi đấy triệu quân cười nói yên tâm đi xe của cậu có cần thay đổi gì không trương dương nghe vậy liền lập tức có chứng thú thay đổi thế nào Triệu quân nói, ví dụ như thay động cơ, thay ống xả, tăng cường kết cấu thân xe, lắp thêm thiết bị định vị trên xe, còn nữa. Trương đại quan nhân hai mắt lóe sáng, ta ích, sao mình lại không nghĩ tới nhỉ, hắn gật đầu lia lịa, nói cần. Cần, tôi còn muốn lót ra ghế ngồi nữa, tôi còn muốn hạ thấp tiếng khởi động nữa, điều hòa cũng không tốt lắm, thay mới toàn bộ đi, đúng rồi, tôi xem phim 007, xe còn có thể lắp súng và ống phóng tên lửa nữa, hay là cũng lắp cho tôi vài cái đi. Triệu quân hối hận rồi, mình thế này chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức à. Sao lại đi nhắc tới chuyện này ở trước mặt thằng ôn có lòng tham không đáy này. Gã là tốt bụng, nhưng người ta lại không khách khí với mình, triệu quân ho khan một tiếng, nói cái đó. Hay là trước tiên sơn lại đã, đừng làm chậm chế cậu về Giang Thành. Trương Dương cười tủm tỉm nói, không sao, tôi ngày mai mới đi, dẫu sao thì có xe jeep của anh lái tạm rồi, bánh xe lắp cho tôi loại ngon vào nhé an toàn vào khi sơn thì đừng quên phủ men toàn xe triệu quân nói cậu yên tâm đi tôi nhất định sẽ bảo họ lắp đặt cho xe cậu thật tốt trương đại quan nhân khổ sở suy nghĩ khó lắm mới có loại cơ hội này không thể bỏ phí được cái đó tôi thấy cửa kéo cũng không tồi đâu triệu quân chừng mắt lườm hắn tức giận nói cậu thấy xe pick up nào mà lắp cửa kéo chưa cửa sổ trên nóc cửa sổ trên nóc phải to vào mở ra phải nhìn được toàn cảnh. Để lắp đặt lại xe, Trương Dương đành ở lại Kinh Thành thêm một ngày, thân ôn này bớt thời gian tới ban chú Kinh Bình Hải, chào hỏi Quách Thụy Dương. Rất khéo là các ban chú Kinh Thị huyện thuộc Bình Hải đang họp ở đây, Trương Dương ở cửa lớn gặp được vu Tiểu Đông. Một đoạn thời gian không gặp, Phu Tiểu Đông càng mốt hơn nhiều, cái này cũng không có gì là lạ, cô ta hiện tại đã dung nhập vào trong cuộc sống của Kinh Thành, biến thành nhân sĩ Kinh Thành rồi, Phu Tiểu Đông nhìn thấy Trương Dương, mặt mày tươi cười chạy lên đón thị trưởng Trương, ngài tới Bắc Kinh lúc nào vậy, sao không báo trước một tiếng. Trương Dương cười nói, tới có chút chuyện, ngày mai lại đi rồi. Vu Tiểu Đông nói, tìm chủ nhiệm quách à. Trương Dương gật đầu, Vu Tiểu Đông giơ văn kiện trong tay lên, chúng tôi vừa họp xong, nhấn mạnh tính tự quản của ban chú Kinh. Trương Dương nói, đúng là nên nhấn mạnh một chút. Vũ Tiểu Đông nói, tôi không làm phiền anh nữa, chắc trưa nay chủ nhiệm quách phải an bài rồi, hay là buổi tối tới ban chú kinh xuân dương ăn một bữa đi thăm lại chốn xưa hiện tại đang mốt hoài cựu đấy trương dương bật cười nói được cô giúp tôi chuẩn bị đi buổi tối tôi hẹn luôn mấy người bạn tới uống rượu hôm nay ở chỗ các cô luôn sáng mai xuất phát về giang thành được quách thụy dương kỳ thực qua cửa sổ đã nhìn thấy trương dương tới rồi nếu đổi lại là bình thường thì y đã chạy ra ngoài đón nhưng lần này thì các các chủ nhiệm phó chủ nhiệm của ban chú kinh các huyện thành phố thuộc tỉnh Bình Hải sau khi tan họp vẫn chưa về hết. Một cái bộ cấp thính như mình lại đi nghênh đón Trương Dương cấp ban, để người khác thấy khẳng định là sẽ chê cười, Quách Thụy Dương cũng sợ ảnh hưởng. Trương Dương bước vào văn phòng chủ nhiệm, Quách Thụy Dương giả vờ bộ dạng vui mừng bất ngờ, chia hai tay ra nghênh đón Trương Lão Đệ. Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Trương Dương bắt tay y, nói tới Kinh Thành có chút việc, đặc biệt tới đây chào hỏi Lão Ca. Quách Thụy Dương mời Trương Dương ngồi xuống trước bàn uống trà, tự mình đứng dậy đi pha một bình bích loa xuân, y cười nói, trưa nay không được đi đâu đấy, phải ở lại ăn cơm với tôi. Trương Dương nói, không cần phiền vậy đâu. Quách Thụy Dương nói, không phiền gì cả, phó tỉnh trưởng Lương cũng tới, vừa hay ăn cơm với nhau luôn. Trương Dương cũng không ngờ Lương Thiên Chính cũng tới, giờ đã là hơn 11 giờ trưa rồi, Trương Dương tới đúng vào giờ cơm, hắn gật đầu, nói, được, Quách Thụy Dương rót cho Trương Dương một chén trà, hai ngày trước bí thư cố tới Kinh Thành, tôi muốn mời ông ta tới đây ở, nhưng nói thế nào bí thư cố cũng không đồng ý, nói rằng Minh từ trước rồi thì không thể nào chiếm tiện nghi của nhà nước, nhất quyết ở bên ngoài, tôi mời ông ta ăn một bữa, bí thư cố đúng là người tốt. Trương Dương hấp một ngụm trà, nói, lời này đừng để cho bí thư Kiều nghe thấy đấy. Quách Thụy Dương nghiêm mặt nói, sợ gì, cho dù là bí thư Kiều ở đây thì tôi cũng nói vậy, không ai có thể bỏ qua sự cống hiến của bí thư cố đối với bình hải chúng ta được y lại hỏi trương dương lần này tới kinh thành trương dương kể lại chuyện thiên trì tiên sinh qua đời kỳ thực quách thụy dương sớm đã đoán được rồi công tác của ban chú kinh chuyện khác thì không dám nói nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ của kinh thành thì bọn họ đều nghe được chút phong thanh la tuệ ninh là đệ tử chân truyền của thiên trì tiên sinh trương dương lại là con trai nuôi của la tuệ ninh nghĩ thông tầng quan hệ này hắn tới phúng viếng cũng là bình thường Quách Thụy Dương nói, thiên trì tiên sinh quả thật là đại gia một đời. Trương Dương uống một ngụm trà, nói, ông có biết về cha Tấn Bắc không? Quách Thụy Dương gật đầu, nói, có biết một chút, cha Tấn Bắc là em trai ruột của Phó Bộ trưởng Bộ Trung Tổ cha Tấn Nam, là thương gia châu báu lớn nhất trong nước, liên minh tinh toàn chính là sản nghiệp của Y, hình như là hợp tư với Đài Loan, sao đột nhiên lại hỏi về chuyện này? Trương Dương cười nói, tinh toàn đặt chi nhánh ở Giang Thành, y trên phương diện chọn địa điểm chi nhánh gặp chút phiền phức tôi giải quyết giúp y quách thụy dương nói người này có thể kết giao không những bối cảnh thâm hậu mà còn tài hùng thế đại trương dương cười nói nói cứ như là tôi theo sau bợ đỡ y vậy quách thụy dương vội vàng giải thích nói tôi không có ý đó lúc này thư ký của y tới thông chi rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong quách thụy dương kéo trương dương cùng đứng dậy đi ăn cơm phó tỉnh trưởng tỉnh bình hải Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cơ hồ là đi tới trước cửa nhà ăn cùng lúc với họ, Lương Thành Long nhìn thấy Trương Dương thì có chút bất ngờ. Trương Dương bước tới cười nói: "Chú Lương, ngại quá, cháu tới ăn nhờ một bữa." Hắn gọi chú là thay cho Lương Thành Long. Lương Thiên Chính cười ha ha, bước lên nắm tay Trương Dương nói: "Tôi đang nghĩ, cái ban chú kinh này chẳng có ai có tử lượng tốt cả, tử lượng của Quách Thụy Dương thì ngày một xa sút, cậu tới uống cùng tôi, đúng là tặng than trong ngày tuyết rơi." Trương Dương cười nói, "Chú Lương coi chúng là than à, vậy được, hôm nay cháu tự đối mình để chiếu sáng cho người khác, có điều trời nóng như thế này thì các người phải chuẩn bị tâm lý đấy." Cả đám người đều bật cười. Lương Thiên Chính hai ngày nay tới kinh thành làm việc, một mực ở trọng trạng thái làm không nhỉ, sáng ngày hôm nay mới vừa giải quyết xong việc, cho nên bữa trưa muốn thoải mái một chút. Bọn họ một bàn bảy người ngồi xuống, Quách Thụy Dương bảo người trước tiên cầm một thùng ngũ lương dịch ra. Lương Thiên Chính cũng nổi danh là tử lượng như biển, bảo tất cả mọi người đều rót đầy chén, trước tiên là cạn ba chén. Lương Thiên Chính thân thiết nói với Trương Dương, trước khi tôi tới Kinh Thành, có uống một trận với tỉnh trưởng Tống, trong bữa có nhắc tới cậu, tỉnh trưởng Tống cũng cảm thấy rất vui. Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, cho nên Lương Thiên Chính mới nói vậy. Trương Dương cười bảo, chú Lương, chú đừng khen cháu nữa, cháu xấu hổ lắm, tới hiện tại mới chỉ làm được tới phó ban, tiến bộ quá chậm. Lương Thiên Chính cười ha ha, nói cậu mới từng này tuổi đã làm tới phó ban rồi, cậu nếu xấu hổ, vậy thì một số người trong chúng tôi có phải là càng thấy mình kém cỏi hơn không? Quách Thụy Dương cười nói, tôi kém cỏi lắm, 50 tuổi rồi mà vẫn là một cán bộ cấp thính, tôi muốn tìm một khối đậu hủ mà đập đầu tự tử, tử đây. Lời nói của y khiến cả bàn đều bật cười. Lương Thiên Chính nói, đập vào đậu hủ làm sao mà chết được, lão Quách thật là giảo hoạt. Y nâng chén, nói người làm ở ban chú kinh như các anh công phu trốn rượu là nhất lưu nào chúng ta cạn chén quách thụy dương uống cùng lương thiên chính hai chén tôi không phải là trốn rượu bước vào năm nay tử lượng không ngừng xuống thấp hai ngày trước tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe nào là mỡ trong máu nào là viêm túi mật rồi huyết áp cao tôi cũng biết những bệnh này là bởi vì ăn uống nhiều quá nhưng công tác của tôi chính là uống để quan hệ không ăn không uống thì chẳng làm được gì cả tỉnh trưởng lương ngài làm chủ cho tôi đi tỉnh lý phải chăng là tính thêm cả khoản tai nạn lao động cho tôi lương thiên chính cười nói không thành vấn đề bao giờ anh chết vì uống tôi sẽ tính cho anh là hy sinh vì nhiệm vụ rồi truy tặng liệt sĩ quách thụy dương sợ hãi nói không dám đâu không dám đâu tôi còn phải rèn luyện nhiều mọi người đều cười ồ lương thiên chính biết mục đích mà trương dương tới đây y nói khẽ tôi hôm qua tới nhà thủ tướng văn nghe văn phu nhân nhắc tới chuyện này loại chuyện như bán đấu giá từ thiện, tôi cũng muốn ủng hộ, đáng tiếc những cán bộ quốc gia như chúng ta, thanh liêm liêm khiết, có lòng nhưng lại không có sức. Trương Dương cười nói, bán đấu ghế từ thiện rất thành công, quyền được hơn một ngàn vạn, án chiếu theo ý tứ của thiên chỉ tiên sinh, toàn bộ đều quyền cho công trình hy vọng, sau này mỗi năm sẽ lấy ra một bộ phận tác phẩm để bán đấu giá, tôi định bán đấu giá lần sau, gọi bọn Lương Thành Long tới, lấy của dân thì phải trả cho dân, kiếm được nhiều tiền rồi cũng nên hồi báo xã hội một chút. Lương Thiên Chính mỉm cười gật đầu, nói, đề nghị hay. Quách Thụy Dương ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Lương Thiên Chính và Trương Dương nói chuyện, trong lòng càng lúc càng bội phục Trương Dương, thằng ôn này trẻ như vậy mà có thể hòa thành một khối với người trên kẻ dưới, quả thật là có năng lực hơn người, vận đạo quan đồ của người ta khác nhau, mình lên đến vị trí chủ nhiệm ban chú kinh có lẽ là hết mức rồi, còn tên trương dương trẻ tuổi này thì tiền đồ không thể hạn lượng sau bữa trưa lương thiên chính mời trương dương tới phòng mình uống trà trương dương biết lương thiên chính khẳng định là có lời muốn nói riêng với mình hắn theo lương thiên chính vào trong phòng thư ký của lương thiên chính sau khi pha một ấm trà liền ra ngoài lương thiên chính cũng không che giấu nhiều vào thẳng vấn đề trương dương tôi muốn hỏi cậu một số chuyện trong sinh hoạt của thành long trương dương gật đầu nói chú lương cứ hỏi đi Lương Thiên Chính nói, tôi nghe nói quan hệ giữa Thành Long và Thanh Hồng không được tốt lắm, hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh, cậu biết không? Trương Dương hơi ngây ra, gần đây hắn một mực bận rộn với chuyện của Phong Trạch, cũng không chú ý nhiều tới chuyện tình cảm của Lương Thành Long, liền nói khẽ, đoạn thời gian trước, lúc tổ chức hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch hai vợ chồng họ cùng tới, cháu thấy cũng tốt lắm, không cảm thấy có gì dị thường cả. Lương Thiên Chính nói, Thành Long ở bên ngoài có phải là có bổ không? trương dương uống một ngụm nước thế này không phải là bảo hắn bán đứng anh em của mình ư tuy lương thiên chính là chú ruột của lương thành long nhưng chuyện này cũng không thể tùy tiện nói ra được lương thiên chính nhìn ra trương dương do dự tiếp tục nói tôi nghe nói đó là diễn viên đơn ca của kịch viện ca múa tên hình như là bạch yến trương dương cười nói người làm ăn thỉnh thoảng gặp dịp mua vui là khó tránh khỏi mà lương thiên chính nói khẽ nữ diễn viên đó mang thai rồi trương dương bị câu này của lương thiên chính khiến cho giật nảy mình lúc trước bạch yến từng làm ra chuyện này vốn cho rằng chuyện này đã qua rồi không ngờ lại một lần nữa lặp lại lương thiên chính nói cậu và thành long là bạn bè tôi tôi muốn cậu khuyên nó chút chuyện này phải xử lý cho tốt trương dương nói bản thân anh ta biết rồi đúng không lương thiên chính gật đầu nói tôi chắc thanh hồng cũng biết chuyện này rồi hai vợ chồng chúng hiện tại đang chiến tranh lạnh thân làm trưởng bối Tôi thật sự không hy vọng nhìn thấy hai vợ chồng chúng chia tay. Trương Dương gật đầu, nói chú Lương, chú yên tâm đi, cháu sẽ tìm cơ hội để khuyên họ. Trần Tuyết sau khi thu thập đồ đạc xong cũng tới ban chú Kinh Xuân Dương, cô ta chuẩn bị sáng ngày mai cùng Trương Dương về Giang Thành, cô ta không thích trường hớp nhiều người, một mình ở bên ngoài ăn chút mì rồi về phòng nghỉ ngơi. Vu Tiểu Đông chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn, khách mà Trương Dương mời có hình Chiêu Huy, Triệu Quân còn có cả cục trưởng Trình Chí Vĩ và phó cục trưởng Lương Liên hợp của phân cục Hạt Khu. Hình Chiêu Huy và Trình Chí Vĩ là chiến hữu cũ, Lương Tiên hợp lại là người của Bát Quái môn, Gã và Trương Dương cũng coi như là không đánh thì không quen nhau, trước đây từng bởi vì chuyện của tiểu sư Đệ Kiều bằng phi mà có va chạm với nhau, từng làm ra sự kiện dẫn đội tới vây kín ban chú kinh xuân dương. Có điều hiện tại quan hệ giữa Gã và Trương Dương đã được cải thiện, không ngờ còn ngồi cùng bàn uống rượu, nhân sinh đúng là kỳ diệu. Triệu quân và hình chiêu huy lái xe pick up của Trương Dương tới, xe pick up lái vào trụ sở, Trương Dương bước tới, xe đã được phun sơn lại, trông rực rỡ hẳn lên, bốn bánh xe được được thay mới, triệu quân và hình chiêu huy bước xuống xe pick up, lúc đóng cửa phát ra tiếng vang khẽ, xe này cũng được làm cách âm lại rồi. Triệu quân giới thiệu với Trương Dương, nguyên bộ giảm sóc đều được thay mới rồi, hệ thống động cơ cũng đổi thành 4 thì, hộp số cũng được thay lại. Trương đại quan nhân mỉm cười sờ sờ sơn của thân xe, sơn phun khá thật, trông cứ như mới vậy. Triệu quân tức giận đến mức trợn trừng mắt lên, mở nắp động cơ, không khỏi kiêu ngạo nói, động cơ 5.0 lên V8, công suất lớn nhất là 431 mã lực, mô men quay 500 Nm, có hệ thống phụ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống quản lý hơi lốp xe. Trương Dương mở cửa xe ra, ghế dựa và đồ bên trong cũng được thay mới hết, toàn bộ là màu đen, ghế da thật, được lắp thêm hệ thống chỉ dẫn bằng vệ tinh. Triệu quân lại nói, hệ thống điều hòa đã được thay mới rồi đấy, có cả bộ lọc khí, thay mới cho cậu sang hệ thống âm thanh Boss do 11 máy biến điện năng thành âm thanh tổ thành. SHAW đi toàn bộ là hệ thống 4 thì, thân xe cũng được tăng cường thêm, tất cả kính đều được thay mới. Trương đại quan nhân vui mừng quá đối kéo cửa xe ngồi vào trong, hai tay đặt lên vô lăng, theo thói quen thỏ tay xuống dưới một điều chỉnh lại ghế. Triệu quân nói, bên trái, Ghế phụ ghế chính đều đổi thành điện điều tám hướng. Chương 398, sự kiện gian lận. Trương Dương phát hiện vị trí phanh tay cũng được thay đổi, chiếc xe pick-up này trừ ngoại hình ra, trên cơ bản đều được đổi mới một lượt. Triệu Quân ghé vào cửa sổ, nói cậu hoàn toàn hài lòng chứ? Trương đại quan nhân gật đầu lia lịa, nói hài lòng. Hài lòng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nóc cơ hồ là bao trùm ở nóc xe, ấn nút mở, cửa sổ nóc chậm rãi mở ra. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu vào, Trương Dương cười nói, thú vị quá. Hình Chiêu Huy ghé vào cửa sổ bên kia, nói, đương nhiên là thú vị rồi, chỉ độ lại cho chiếc xe này đã tốn hơn 70 vạn, mua xe mới cũng đủ đấy. Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp lúc này cũng tới rồi, bọn họ cũng bị chiếc xe pick-up có cửa sổ nóc trải dài cả nóc xe này hấp dẫn, nam nhân đối với xe đều có sự yêu thích trời sinh, Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp đều là hạng chơi xe hai người lập tức nhận ra xe này đã được độ lại chỉ từ kìm trên bốn bánh xe đã nhìn ra sự khác biệt của chiếc xe pickup này rồi lương liên hợp nói xe ngon quá bốn ống xả cửa sổ nóc toàn cảnh xe pickup này sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ hình chiêu huy nói cái mà cậu chưa từng gặp còn nhiều lắm đi nào uống rượu thôi trương dương khóa xe lại triệu quân lại bổ sung tính chống trộm của xe là nhất lưu trên thế giới đấy hơi tốn sang chút có điều tổ chức mỗi tháng sẽ cấp cho cập một phần phí đổ xăng. Trương Dương có chút cảm động quốc an tốt với mình như vậy, mình nếu không xuất lực cho người ta thì quá đáng trách rồi, ừ, đa tạ. Triệu quân lại nói, thủ tục lắp đặt lại xe toàn bộ đều để trong hộp đựng đồ ấy, sau này xe kiểm tra hàng năm thế nào thì cậu tự quyết định. Trương Dương bật cười, trong khu vực Giang Thành, xe đừng nói là độ lại thành thế này, cho dù là biến thành xe tăng, hắn cũng có thể qua được kiểm tra hàng năm. Bọn Trình Chí Vĩ và Vu Tiểu Đông cũng rất quen nhau, mấy người vào trong phòng ngồi, rượu thịt được mang lên, Trương Dương nâng chén, nói Trương Dương tôi lần này tới kinh, được sự khoản đãi nhiệt tình của các vị, tôi đề nghị chúng ta cùng nhau cạn hai chén. Mấy người đều là hạng thích rượu, chỉ thoáng cái hai cân thanh giang trần nhướng đã được uống sạch bách, Vu Tiểu Đông lúc rót rượu hỏi, Cục trưởng Trình, tôi nghe nói trụ sở của chúng tôi sắp bị di rời, không biết là thật hay giả. Trình Chí Vĩ gật đầu, nói, khu lý trên cơ bản đã quyết định rồi, khu vực từ Hà Gia Doanh tới đường Thanh Viên đều sẽ bị di rời, thời gian cụ thể thì chưa định, có điều các cô phải chuẩn bị trước. Lương Liên Hợp nói, ban chú Kinh Xuân Dương là tự mình mua hay là thuê? Phu Tiểu Đông nói, huyện Lý mua, nơi này cái gì cũng tiện, thật sự là không muốn đi. Hình Chiêu Huy nói, Thanh Thị đang không ngừng phát triển, chúng ta cũng không thể nào kéo lùi bước chân phát triển được, và lại, không nỡ đi thì còn có thể sau khi phá đi thì dựng lại mà. Vu Tiểu Đông nói, chuyện này tôi phải hồi báo với huyện Lý, sớm tìm một địa điểm văn phòng mới. Trương Dương và Triệu Quân cạn một chén, nói tôi nói này chủ nhiệm Triệu, anh gần đâu sao cứ ở Bắc Kinh mãi thế. Triệu Quân trước đây là người phụ trách cục 4 của Quốc An ở Ma Cao, mấy lần Trương Dương tới Bắc Kinh đầu gặp gã, cho nên mới hỏi vậy. Triệu Quân nói, trùng hợp thôi, sắp phải đi rồi. Ở trước mặt ngoại nhân là Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp, Trương Dương cũng không tiện hỏi nhiều. Trình Chí Vĩ hỏi chuyện của Vinh Bằng Phi, y và Cục trưởng Cục Công Anh Giang Thành Vinh Bằng Phi quen nhau trong trường đào tạo cán bộ của hệ thống công an, hai người rất hợp nhau, trong thời gian học tập quan hệ cũng không tồi. Trương Dương thay Vinh Bằng Phi đề xuất lời mời, Cục trưởng Trình nếu có rảnh thì tới Giang Thành chơi một chuyến, tôi là Cục trưởng Vinh sẽ làm tốt công tác tiếp đãi Trương Dương cũng không phải là vô duyên vô cớ mời những người này tới ăn cơm, quan trường là một cái vòng, xã hội cũng là một cái vòng, đi tới đâu cũng phải là vòng của mình, quan hệ xã hội là một việc rất cần thiết. Tối hôm đó bọn họ uống rất tận hứng, lúc Trương Dương tiến họ về, Lương Liên Hợp kéo tay Trương Dương, gã rõ ràng là hơi say rồi, mang theo hơi men, nói, sư phụ tôi rất tôn sùng công phu của Trương Lão Đệ, chuyện quá khứ. Bỏ đi nhé. Trương Dương mỉm cười đỡ gã lên xe, Lương Liên Hợp vẫn lẻ nhẹ tôi biết. Tiểu sư đệ của tôi và anh có khúc mắc với nhau. Chuyện này, cứ tính lên người tôi, tôi sẽ giảng hòa cho hai người. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Lương, tôi và Kiều Bằng Phi không có gì cả, chuyện gì cũng nói rõ ràng rồi. Lương Liên Hợp ở một cái, nói tôi hy vọng chúng ta có thể thành bạn, không đánh không quen nhau. Không đánh không quen nhau. Trình Chí vĩ khuyên Lương Liên Hợp lên xe, bọn họ đều có tài xế, Tiến đám người này đi thì đã là 10 rưỡi tối rồi, Vu Tiểu Đông đi tới bên cạnh Trương Dương, nói khẽ thị trưởng Trương, anh nghĩ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn lên đường. Trương Dương phát giác tình tự của Vu Tiểu Đông tối nay không được vui, liền nói nhỏ, sao, gặp phải chuyện gì không vui à? Vu Tiểu Đông nói, không có gì, hôm nay tới ban chú kinh tỉnh họp, chủ nhiệm quách nói, tình lý rất phê bình cơ cấu ban chú kinh, gần đây lại tăng thêm tiến hành chỉnh đốn và cải cách ban chú kinh trọng điểm được đề xuất là vấn đề của ban chú kinh cấp huyện, thành phố. Bởi vì loại ban chú kinh của cấp bậc này không cần tồn tại, tôi thấy ngày đóng cửa của ban chú kinh Xuân Dương chúng tôi không còn xa nữa. Trương Dương cười nói, bỏ ban chú kinh đi thì lấy chỗ nào mà liên lạc, cấp huyện, thành phố thiết lập ban chú kinh cũng không chỉ có tỉnh Bình Hải chúng ta, phả lại, cho dù là thật sự bỏ đi thì bằng vào năng lực của cô cũng vẫn sẽ được trọng dụng thôi. Phu Tiểu Đông nói, tôi thì có năng lực gì chứ, có được vị trí ngày hôm nay đều là nhờ có anh dẫn dắt tôi. Trương Dương nhìn ra là cô ta có ý đồ, liền nói nhỏ có gì cần tôi giúp không? Vu Tiểu Đông nói, tôi lúc trước nhìn chúng sở chiêu đãi minh viễn ở đường Sơn Đường, muốn lấy nơi đó làm nơi quá độ trong thời gian di rời ban chú kinh. Nếu tỉnh Lý kiên quyết loại bỏ ban chú kinh cấp huyện thì thì tôi cũng không cần phải phí tâm tư vào chuyện này nữa. Trương Dương cười nói, xe tới trước núi át có đường đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chưa được quyết định thì đừng có nghĩ nhiều, khi nào thật sự gặp phiền phức thì cứ tìm tôi. Vu tiểu đông đầy thành khẩn, nói anh chính là quý nhân trong đời tôi. 5 giờ sáng ngày hôm sau Trương Dương rời giường, phát hiện Trần Tuyết đã dậy từ trước rồi, ở trong phòng bếp của ban chú kinh tự động thủ chuẩn bị bữa sáng. Hai người tùy tiện ăn một chút, Vu tiểu đông lúc này cũng đã dậy, tới tiến bọn họ, đặc biệt chuẩn bị đặc sản Bắc Kinh. ưu thế có thể chở hàn của xe pick up lại được thể hiện ra. Trương Dương cũng không khách khí với Vu Tiểu Đông, hắn còn phát hiện được một niềm vui bất ngờ ở trong xe, sau khi lật ghế sau ra, bên dưới còn được lắp một cái tủ lãnh siêu lớn, đồ ăn thức uống có thể bỏ vào đó. Lúc rời khỏi ban chú Kinh Xuân Dương thì đã là 6 giờ, dòng xe của Kinh Thành lúc này vừa chưa tính là đông, Trương Dương lái xe pick up vừa được cải tiến cố nhịn cho tới lúc ra khỏi Kinh Thành, động cơ 5. Không vi 8, Trương Đại Quan Nhân không nhịn nổi nữa rồi, muốn xem xem tính năng của xe sau khi được cải tiến thì như thế nào. Khi xe pick up lái vào đường cao tốc, Trương Đại Quan Nhân rậm ga, chỉ nghe thấy một tiếng động cơ trầm thấp và hùng hậu vang lên, lực quán tính cực mạnh khiến thân thể của Trương Dương và Trần Tuyết dán sát vào lưng ghế. Trương Dương nhìn đồng hồ đo tốc độ, hắn dám chắc rằng, gia tốc lên 100 cây em một giờ của chiếc xe này tuyệt đối không quá 6 giây. Tốc độ rất nhanh liền lên tới 107, kết cấu thân xe và phần gầm xe pick up được tăng cường đặc biệt, cảm giác khống chế cực kỳ tốt, Trương Đại Quan Nhân khen thầm trong lòng, trong quốc an còn có người tài. Trần Tuyết nhìn những chiếc xe không ngừng bị vượt qua ở bên ngoài, cô ta nhỏ giọng nhắc nhở, lái chậm một chút, an toàn là số một. Trương Dương cười nói, không sao đâu, xe này ổn mà. Tốc độ của xe đã lớn tới 109, vượt qua một chiếc BMW đời 7 màu đen ở trước mặt. Lái xe của BMW còn cho rằng mình nhìn nhầm, dùng sức rụi rụi mắt, đồng bạn ngồi ở bên ngoài, nói anh lái xe kiểu gì thế, xe pick up của Nhật Bản mà cũng vượt qua được anh. Đúng là không thể nhịn được nữa rồi, xe BMW liền tăng tốc. Trương Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc BMW đó đang tăng tốc đuổi theo, không khỏi bật cười, muốn đua xe à, tôi chơi với các người. Trên đường cao tốc hôm đó có rất nhiều lái xe nhìn thấy một cảnh khiến người ta há miêng trợn mắt, một chiếc xe Nissan pick-up lao vùn vụt trên đường với tốc độ 200 km một giờ, Phía sau là một chiếc BMW màu đen theo sát không rời, rất nhanh lại có một chiếc xe Mercedes-Benz và một chiếc Gol GTI gia nhập đội đua. Trương Đại Quan Nhân chơi rất vui, động lực của động cơ V8 đúng là không tầm thường, từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe BMW bị mình bỏ lại càng lúc càng xa. Trương Đại Quan Nhân trong lòng mừng thầm, nhìn Trần Tuyết Cán môi có chút khẩn trương, không khỏi cười nói, không sao đâu, ở trạm nghỉ ngơi phía trước tôi sẽ dừng lại, không chơi nữa. Trương Dương nói được làm được, mục đích của hắn là thử tính năng của xe pick-up một chút, chứ cũng không phải là muốn đua với người ta. Trương Dương ở phía trước giảm tốc rồi lái xe vào trạm nghỉ, mấy chiếc xe đuổi sát theo sau cũng lái vào. Trương Dương đi vào toilet, nhìn thấy một đám người đang vây quanh xe pick-up của hắn bình phẩm lung tung, chủ xe BMW hơn 30 tuổi, trông đúng kiểu nhà giàu mới nổi thường thấy, khẩu âm đường sơn đặc sệt, "Tôi bảo này người anh em, đây là xe gì vậy?" trương dương cười nói xe pick up người ở bên cạnh nói xe pick up mà có cửa sổ nóc toàn cảnh à đây là phiên bản kỷ niệm đấy chủ xe bmw nhìn xe pick up một lượt tấm tắc khen lạ gã nói nhỏ với trương dương độ lại xe à tôi đã từng gặp không ít xe được độ lại nhưng chưa từng thấy ai độ xe pick up huynh đệ cậu khệnh lắm trương dương rất đắc ý chiếc xe pick up này của mình miểu sát xe bmw rất có cảm giác thành tựu chủ xe BMW lấy danh thiếp ra, tự giới thiệu, nói tôi làm là mậu dịch xe hơi, sau này có cơ hội thì liên lạc nhé. Trương Dương nhìn danh thiếp, bên trên viết chủ tịch công ty mậu dịch xe hơi thiên tân tiêu phong mã lực, cái tên này cũng rất chuẩn xác. Trương Dương mỉm cười bắt tay gã, tôi là Trương Dương, người phong trạch tỉnh Bình Hải, làm nhân viên công vụ ở chính phủ thành phố. Mã lực cười nói, tôi cũng tới Giang Thành đây, có cơ hội thì hẹn cậu ra ăn cơm nhé gã lại đi quanh chiếc pick up để quan sát, Trương Dương thấy gã thích như vậy, liền kéo cửa xe mời hắn vào trong thưởng thức. Mã lực nhìn nội thất xe xong, càng khen không ngất miệng, gã phán đoán ra chiếc xe này là tác phẩm của một cao thủ độ xe. Lại lái vào đường cao tốc, Trương Dương đã không còn hưng phấn như vừa rồi nữa, giữ tốc độ xe ở 120, Trần Tuyết mở nhạc, chọn nhạc nhẹ của Mạc Lý Ai, chiếc xe pick up này sau khi được độ lại, độ thoải mái ở trong xe không kém gì xe cao cấp, Trương Đại Quan Nhân ở Quốc An lâu như vậy, lần đầu tiên nhận được lễ vật quý trọng như vậy, đái ngộ phúc lợi trọng hậu như vậy, khiến Trương Dương bất giác có chút cảm động, xem ra cái thân phận người của Quốc An này không dễ dàng ném đi được. Vừa tới Giang Thành, Trương Dương lại nhận được điện thoại của Cục trưởng Lưu Cường, Lưu Cường không mang tới cho hắn tin tức gì tốt, thì đại học xảy ra chuyện gì, ở trường thi của trường Phong Trạch Nhị Trung xuất hiện sự kiện gian lận nghiêm trọng, 5 người thi hộ bị bắt tại hiện trường, Cục Giáo dục thành phố rất nổi giận. Sự kiện này nếu được báo lên trên, hậu quả khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. Trương Dương cũng không ngờ vừa về tới Giang Thành thì lại gặp phải chuyện xấu, nhớ lại hôm nay quả nhiên là ngày thi đại học đầu tiên, sự kiện gian lận khiến cả hệ thống giáo dục của Phong Trạch hổ thẹt, mỗi lần thi đại học hàng năm đều có ảnh hưởng cực lớn trong ngành giáo dục. Sự kiện này cục giáo dục Giang Thành đã biết, nếu xử lý không thỏa đáng, thính giáo dục tỉnh tất sẽ truy tra sự kiện này, phó thị trưởng Trương Dương được phân quản công tác cũng khó mà tránh được trách nhiệm. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng, gác điện thoại, Trần Tuyết đã ở bên cạnh nghe ra là hắn gặp phiền phức, nói khẽ anh ở trạm xe buýt bỏ tôi xuống, tôi tự mình bắt xe về. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương lắc đầu, nói tôi nhờ người đưa cô về. Không cần phải phiền vậy đâu. Bên ngoài thời tiết rất nóng, Trương Dương thực sự là không nhẫn tâm để Trần Tuyết một mình đội nắng mà về. Hắn gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng, nhờ tô tiểu hồng đưa trần tuyết về xuân dương an bài xong chuyện của trần tuyết trương dương lái thẳng về phong trạch trên đường trước tiên liên hệ với lý trường vũ lý trường vũ là phó thị trường thường vụ giang thành công tác phân quả của y là văn giáo mục đích trương dương tìm lý trường vũ để trao đổi tin tức chính là muốn cố gắng hết sức khống chế ảnh hưởng của sự kiện lần này không để chuyện ác hóa thêm nữa lý trường vũ nhận được điện thoại của trương dương thì hiểu là hắn muốn làm gì thở dài nói tốc độ phản ứng của cậu chậm quá. Trương Dương nói tôi không phải là vừa từ kinh thành về ư. Ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Lý Trường Vũ nói hôm nay thi đại học mà cậu không biết à. Lần này thời gian cậu tới kinh thành quá dài, thân là phó thị trưởng chủ quản công tác giáo dục, vào thời gian thi đại học cậu nên ở phong trạch chỉ đạo công tác. Trương Dương vốn muốn về hôm qua, nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ nổi là lại xảy ra chuyện cha vi bị cướp, không những làm chậm chế một ngày mà còn phải tiếp nhận nhiệm vụ của quốc an nữa. Trương Dương nói, thi đại học năm nào mà chẳng có gian lận. Không phải là năm người thi hộ thôi ư, ừ, có gì lớn đâu, tôi về lập tức sẽ xử lý chuyện này. Lý Trường Vũ nói, cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, cậu biết cục giáo dục thành phố vì sao muốn điều tra không? Bởi vì có người tố cáo, chuyện này không những được tố cáo lên thị lý, còn tố cáo lên cả tỉnh lý nữa, chuyện này đã qua 5 tiếng rồi mà cậu giờ mới gọi điện thoại tới hỏi. Phóng viên đều tới phong trạch cả rồi đấy. Lý Trường Vũ rõ ràng là rất tức giận. Trương Dương nói, ông sao không thông chi sớm cho tôi một tiếng. Lý Trường Vũ bị lời nói phạm thưởng của thằng ôn này chọc giận rồi, tôi mà cần phải báo cáo cho cậu à. Trương Dương lúc này mới hồi thần lại, mình làm loạn tôn ti trật tự rồi, người ta là thượng cấp của mình, lấy đâu ra đạo lý thượng cấp báo cáo cho hạ cấp. Lý Trường Vũ cũng cảm thấy ngữ khí của mình hơi nặng, thở dài, nói, lúc sáng tôi mở họp, biết được chuyện này vẫn chưa tới một tiếng, Trương Dương, chuyện này không phải đùa đâu, cậu mau về xử lý cho tốt đi, thi đại học, thi thay, gian lận, tính chất ác liệt quá, lần này khẳng định là có người phải vì thế mà ngồi tù đấy. Những lời này của Lý Trường Vũ khiến Trương Dương nhận thức được tính nghiêm trọng của sự kiện gian lận lần này, hắn phóng như điên về phong trạch, sự kiện gian lận của phong trạch nhị trung là có người mật báo, quan viên gám thị của Cục Giáo dục Giang Thành ở ngay tại chỗ bắt được 5 người thi hộ, thầy giáo phụ trách giám sát đã bị khống chế, hiện tại người gian lận và thầy giáo giám sát đã bị giao cho Cục Công an thành phố phong trạch, phía cảnh sát đã gia nhập vào vụ này. Trương Dương lái xe tới Cục Công an thành phố, phát hiện có không ít phóng viên đã thủ ở đây, hắn nhíu mày, khứu giác của đám phóng viên này thật là linh mẫn, gian lận phát sinh chưa được bao lâu mà bọn họ đã tới rồi, Trương Dương đã có sự cảm rằng chuyện này nhất định sẽ ẩm ý. Hắn chuẩn bị đi vòng qua đám phóng viên, từ bên cạnh tiến vào trụ sở văn phòng cục công an. Nhưng khi hắn cúi đầu bước vào, giọng nói của một nam tử vang lên, thị trường Trương tới rồi. Trương Dương bước nhanh hơn, nhưng đám phóng viên đã vây lên, vây chặt hắn ở giữa. Trương đại quan nhân tuy võ công cái thế nhưng cũng không thể từ trong sự bao vây của đám phóng viên này mà giết ra một đường máu, mặt hắn vẫn mang nụ cười khiêm hòa và bình tĩnh. Một phóng viên nói, thị trưởng Trương, xin hỏi ngài có cái nhìn gì về vụ gian lận thi đại học phát sinh ở phong trạch nhị trung lần này? Trương Dương rất lão luyện trả lời, chuyện đang trong quá trình điều tra, trước khi chưa điều tra ra kết quả cụ thể thì xin mọi người đừng dùng từ ngữ mẫn cảm là án gian lận để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt trên xã hội. Thị trưởng Trương, năm người thi hộ bị bắt ngay tại đương trường, anh còn nói không phải là án gian lận ư. Thân là lãnh đạo chủ quản, vì sao lại không dám đối mặt? anh còn muốn lừa đối xã hội tới lúc nào? Những người làm lãnh đạo như anh chẳng lẽ không có một chút công tín nào ư? Một loại câu hỏi khiến Trương Dương có chút tức giận, hắn nghe giọng nói đó có chút quen tai, theo tiếng nhìn đi, lại thấy một nam ử gầy gò đứng ở trong đám người, đeo kính gọng đen, thân thể có chút đơn bạc, mặt trắng bệch lộ ra vẻ thiếu dinh dưỡng, phóng viên này không ngờ lại là Lương Đông Binh, trước đây là phóng viên của Nhật Báo Bình Hải, Lúc trước bởi vì đưa tin vụ án góp vốn phi pháp của Cục Giáo dục Giang Thành mà quen với Trương Dương, sau khi phát tin gặp cản trở, hắn vẫn nhất quyết làm một mình. Sau cùng ẩm ý tới mức tới đối diện chính phủ tính nhảy lâu, chế tạo ảnh hưởng rất lớn trên xã hội, Lương Đông Bình cũng bởi vì chuyện này mà bị phán ngồi tù nửa năm, sau khi ra tù thì nhàn rỗi một khoảng thời gian, hiện tại lại làm phóng viên của Đông Giang cuối tuần. Trương Dương nhìn Lương Đông Bình, có chút cảm giác oan ra đụng đầu, cứ gặp lương đông bình là y rằng có chuyện của hệ thống giáo dục công phu già mồm của thằng ôn này trương dương sớm đã lĩnh giáo rồi trương dương cười nói phóng viên lương đã lâu rồi không gặp lương đông bình từ trong đám người chen ra giờ máy ghi âm lên nói thị trưởng trương án gian lận lần này là một lần phạm tội giáo dục nghiêm trọng nhất xuất hiện trong tỉnh từ khi khôi phục lại thi đại học cho tới nay ngài thân là lãnh đạo phân quản có cảm tưởng như thế nào Trương Dương chỉ vào mũi lương Đông Bình nói, thân là phóng viên phải có trách nhiệm với xã hội, bất kỳ chuyện gì trước khi chưa điều tra rõ ràng, các anh đều không thể định luận bừa bãi. Tôi ở đây bảo chứng với các vị, chúng tôi rất nhanh sẽ điều tra chuyện này, trong thời gian ngắn nhất sẽ công bố kết quả cho mọi người. Lúc này Khưu Kim Tùng dẫn mấy cảnh sát tới, bọn họ cản đấm phóng viên lại, để Trương Dương thuận lợi tiến vào trụ sở. Trương Dương bước vào cửa lớn, Cục trưởng Cục Công an Trình Diễm Đông chạy ra đón, sắc mặt của trình diễm đông không dễ coi chút nào gã đi tới trước mặt trương dương gọi một tiếng thị trưởng trương trương dương nói tới văn phòng của anh nói chuyện đi tới văn phòng cục trưởng trương dương mở khúc cổ áo phong ra nói có nước không trình diễm đông đi tới tủ lạnh lấy cho hắn một bình nước khoáng trương dương một hơi uống hết nửa bình mới nói tôi vừa từ kinh thành về chuyện của phong trạch này sao mà không bao giờ bớt lo cho được nhỉ mới đi được có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi Trình Diễm Đông bất lực nói, thị trường Trương, anh đừng gấp, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không phải là anh gấp thì có thể giải quyết được vấn đề mà. Trương Dương gật đầu, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Diễm Đông kể lại sự tình một lượt, phòng trạch nhị chung cũng là một nơi tổ chức thi đại học. Trong quá trình tiến hành thi, nhân viên giám thị trường thi mà cục giáo dục đưa xuống trực tiếp tới trường thi số 4, căn cứ vào những gì học nói thì là nhận được tố cáo có người gian lận thi hộ, ở ngay hiện trường bắt được 5 người thi hộ. Trương Dương nói, lại là mật báo, con mẹ nó, phong trạch này không lớn mà sao âm mưu quỷ kế ùn ùn không ngớt. Trình Diễm Đông nói, thầy giáo giám thì cũng bị chúng tôi mang tới rồi, căn cứ vào thẩm vấn sơ bộ, không có quan hệ nhiều tới y, lúc báo danh do chủ nhiệm lớp thống nhất báo danh, đã so ảnh của thí sinh, chứng tỏ bọn họ lúc báo danh đã đụng tay đụng chân rồi, thí sinh được thi hộ đều tới từ một trường học. Trương Dương vốn cho rằng chuyện này là học sinh của phong trạch nhất trung làm, lúc này mới ý thức được là chuyện không đơn giản như vậy, hắn nói khẽ những thí sinh đó là của trường nào. Phong trạch nhất chung, chủ nhiệm lớp số 2 của cấp 3 là Triệu Phúc Thành đã được chúng tôi mời tới, hiệu trưởng Thường Lăng Phong cũng đang hiệp trợ điều tra. Trương Dương ý thức được bất kể là hắn có tình nguyện hay không thì bó đuốc này rõ ràng là đã đốt lên đầu mình rồi, phong trạch nhất chung xảy ra chuyện, Thường Lăng Phong thân là hiệu trưởng khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm, Trương Dương cũng không muốn đùn đẩy trách nhiệm, chuyện này tới quá đột nhiên, thời gian ở trên quan trường càng lâu, Trương Dương càng tin vào luận âm mưu. Từ việc nhân viên giám sát của Cục Giáo dục thành phố Giang Thành nhận được mật báo, tới chuyện được báo lên Cục Giáo dục Giang Thành, Thính Giáo dục Bình Hải, thậm chí là các phóng viên cũng tới phỏng vấn, tất cả đều quá nhanh, nếu như không có kế hoạch trước thì là không thể. Trương Dương nói, người mật báo nhất định là đã biết trước chuyện thi hộ, hắn lựa chọn sau khi tiến hành thi đại học mới mật báo chuyện này, mục đích của hắn chính là chế tạo sự đoan. Trình Diễm Đông nhìn Trương Dương, tuy gã cũng nghĩ vậy, nhưng những lời này không nên là gã nói ra. Trương Dương nói, bản thân dối trá đã đáng kinh, mà tên mật báo này cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, tôi nhất định phải tìm được hắn. Đại hiệu trưởng của phong trạch nhất trung thường lăng phong dưới sự đi cùng của phó cục trưởng cục quân ai khư kim trụ bước vào, Trương Dương gật đầu với thường lăng phong, nói, lăng phong, ngồi đi. Thường lăng phong lộ ra nụ cười khổ, gã ngồi xuống đối diện Trương Dương, nói khẽ, xin lỗi. Trương Dương nói, chuyện đã xảy ra rồi, có nói xin lỗi cũng vô dụng. Thường Lăng Phong nói, tôi sẽ gánh trách nhiệm, đợi sau khi thi đại học xong tôi sẽ từ chức. Trương Dương nói, chuyện này để sau hắn nói. Khưu Kim Trụ nói, năm học sinh thi hộ toàn bộ đều là sinh viên năm một của Đại học Đông Giang, sau khi trải qua thẩm vấn sơ bộ, chuyện này lúc bắt đầu báo danh đã được thao tác rồi, chủ nhiệm lớp Triệu Phúc Thành cũng biết trước chuyện này, và liên hệ người thi hộ, Trương Dương mắng, thằng chó chết, hắn không biết ý nghĩa của bốn chữ vi nhân sư biểu kẻ làm thầy thì phải làm gương cho người khác ư. Thường Lăng Phong thở dài, nói, mỗi một cuộc thi đại học, áp lực mà các giáo viên phải đối mặt đều rất lớn, ai cũng muốn làm ra thành tích, để cao suất lên đại học, dưới sự cạnh tranh kịch liệt, có một số giáo viên không chịu được áp lực, áp dụng thủ đoạn này cũng là điều bất đắc dĩ. Trình Diễm Đông nói, chuyện đã ẩm ý lên rồi, cơ quan công an gia nhập, theo chúng tôi biết, Cục Giáo dục Thành phố, Thính Giáo dục tỉnh đều đã biết chuyện này, vừa rồi thị lý còn gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi mau mau phá vụ án này. Khưu Kim Trụ bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, đám phóng viên đó vẫn tụ ở cửa lớn của trụ sở văn phòng, hiển nhiên là đang đợi phỏng vấn. Khưu Kim Trụ nói, chuyện lần này ấm ý quá rồi, tôi thấy phiền lắm đấy. Mấy người đều nhìn Trương Dương, chuyện đã tới nước này, không ai có biện pháp nào tốt cả. Trương Dương nói, đám phóng viên này không biết còn khoa trương tới trình độ nào, phòng miệng dân còn khó hơn phòng lũ, chuyện đã xả ra, chúng ta khẳng định là không phòng nổi. Thường Lăng Phong nói, lần này người ta đều nói rằng phong trạch của chúng ta lần trước có thành tích thi đại học tốt đều là nhờ gian lận. Khưu Kim Trụ nói, kỳ thực thi đại học mỗi năm, làm gì có chỗ nào là không gian lận. Tuy bắt được gian lận ở phong trạch, nhưng ở địa phương khác khẳng định là cũng có, chỉ chẳng qua là chúng ta xui xẻo mà thôi. Trương Dương nói không thế nói vậy được, gian lận là không đáng để đề sướng. Tôi đang bực đây, tên tố cáo này sớm đã biết có người thi hộ, vì sao lại không báo trước mà đợi tới sau khi tiến hành thi rồi, gian lận đã thành sự thực thì mới bắt đầu tố cáo. Trương Dương tức giận không phải là không có đạo lý, cái này giống như là một người biết rõ sắp có vụ án mưu sát phát sinh, nhưng lại đợi sau khi có người chết rồi mới báo cảnh sát. Từ điểm này mà nói, tên tố cáo so với tên gây án còn đáng ghét hơn. Trương Dương trước khi rời khỏi cục công an liền dặn dò Trình Diễm Đông, chuyện này phải điều tra thật gấp, cho dù là hỏi ra kết quả cũng phải báo cho hắn trước, đám phóng viên có thể đuổi đi được bao xa thì đuổi, ngoài ra còn phải cố sức tìm ra tên mật báo. Thường Lăng Phong và Trương Dương cùng lên xe pick-up của hắn, tuy cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất của xe pick-up, nhưng tâm tình của Thường Lăng Phong hiện tại lại không có chút hứng thú nào để bình luận cả, gã thở dài, nói, "Xin lỗi Trương Dương cười bảo, có gì mà phải xin lỗi. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Thường Lăng Phong nói, trách nhiệm của chuyện này tôi sẽ gánh. Trương Dương vừa mở cửa xe vừa nói, chuyện này rất kỳ quặc, tôi luôn cảm thấy là một âm mưu. Thường Lăng Phong khó lắm mới nặn ra được một cười, anh càng lúc càng giống một âm mưu luận giả. Trương Dương nói, trên quan trường bộ bộ kinh tâm, tới đâu cũng là âm mưu cả bẫy, không thể không đề phòng được. Thường Lăng Phong nói, gian dối thi đại học ảnh hưởng rất xấu, không phải là dễ giải quyết. Trương Dương nói, các khác anh trước tiên không cần phải quản, trước mắt quan trọng nhất là giữ nghiêm kỷ luật trường thi, đảm bảo các môn thi đại học tiếp theo được tiến hành thuận lợi, ngàn vạn lần đứng để tình tự bất an lan ra, ảnh hưởng tới trạng thái bình thường của các thầy giáo giám thị và thí sinh. Thường Lăng Phong gật đầu. Trương Dương nói, đừng quên, anh hiện tại vấp là hiệu trưởng của phong trách nhất chung, còn làm một ngày thì anh vẫn phải làm cho tốt công tác thuộc về mình khiến trương dương kỳ quái là trừ cú điện thoại của cục trưởng cục giáo dục lưu cường ra tới hiện tại các lãnh đạo của chính phủ thành phố và thị ủy phong trạch vẫn chưa có một ai chủ động liên hệ với hắn trương dương tới chính phủ thành phố giờ làm việc cũng mới chỉ bắt đầu chưa bao lâu thư ký phó trưởng trinh thấy hắn về vội vàng báo cáo với hắn đám người thị trưởng tôn đang mở họp thảo luận về việc gian lận của phong trạch nhất chung lần này Trương Dương hờ hững nói, biết rồi, cậu ra bên ngoài xem đi, khi nào họ tan họp thì cậu thông chi cho tôi. Phó Trường Trinh gật đầu, xoay người đi, khi tới trước cửa lại bị Trương Dương gọi lại, Trương Dương nói, bí thư thẩm đâu. Phó Trường Trinh lắc đầu, bí thư thẩm tới Giang Thành họp rồi, ngày mai mới về. Trương Dương nhíu mày, cuộc họp này của thẩm Khánh Hoa rất đúng lúc, nói đi nói lại, thẩm Khánh Hoa cho dù là phong trạch thì cũng vô dụng, chuyện nên phát sinh thì đã phát sinh rồi giáo dục là công tác mà mình được phân quản, Thẩm Khánh Hoa khẳng định sẽ không chịu giúp mình chia sử trách nhiệm. Trương Dương xua xua tay, Phó Trường Trinh từ bên ngoài đóng cửa lại. Trương Dương đan 10 ngón tay vào nhau, chuyện đã xảy ra rồi, có nóng vội tức giận thì cũng vô ích, hiện giờ cần thiết nhất là phải bình tĩnh. Trương Dương biết rất bất kể là Thẩm Khánh Hoa hay là Tôn Đông Cường đều không thể giúp mình gánh chuyện này, với quan hệ hiện tại giữa hắn và họ, hai người này chỉ tổ ném đá xuống giếng. Muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có thể dựa vào mình chương 399 cách Sơn Đả Ngưu sau khi biết rõ manh mối của chuyện này Trương Dương trước tiên gọi điện cho Trần Thiệu Bân hiện tại nhiều phóng viên tụ tập ở phong trách như vậy rất có tình thế muốn tuyên truyền sự kiện gian lận thi đại học này thành điểm nóng của tin tức thành thế của dư luận một khi được tạo ra chuyện sẽ biến thành càng nghiêm trọng hơn muốn giải quyết được cũng càng lúc càng khó hơn đây là kết luận mà Trương Dương đưa ra từ nhiều lần đột phá sự kiện Trần Thiệu Bân sau khi từ chức, lại tập trung vào thị trường cổ phiếu, trải qua chuyện lần trước, tình bạn giữa gã và Trương Dương càng sâu đậm hơn, Trương Dương chỉ cần mở miệng, gã tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng, lợi dụng sức ảnh hưởng của ông già là Trần Bình Triều, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy, cố gắng khống chế mức độ của phía dư luận. Trương Dương ở thính giáo dục tỉnh không có người quen, sau khi giao lưu với Trần Thiệu Bân, Trần Thiệu Bân nhắc hắn có thể tìm tới Tống Hoài Minh, Dẫu sao thì Tống Hoài Minh cũng là bố vợ tương lai của hắn, cho dù là không tiện ra mặt thì chỉ điểm cho Trương Dương nên làm thế nào thì vẫn được. Sau khi nói chuyện xong với Trần Thiệu Bân, một lúc sau Trương Dương mới quyết định gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, nếu chuyện chỉ hạn chế trong phạm vi của Giang Thành thì hắn có thể không cần phải kinh động tới Tống Hoài Minh, nhưng chuyện này đã bị trực tiếp báo tới Tính Giáo dục Bình Hải, đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân Trương Dương rồi hắn cần phải mượn lực lượng của người khác bố vợ tương lai tống hoài minh không nghi ngờ gì nữ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của hắn lúc tống hoài minh nhận được điện thoại thì đang ở trong văn phòng thư ký trung bồi nguyên của y cầm văn kiện quan trọng tới cho ý ký tống hoài minh nghe thấy giọng nói của trương dương xua xua tay tỏ ý bảo trung bồi nguyên rời khỏi văn phòng trương dương rất lễ phép gọi một tiếng chú tống tống hoài minh nói hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy Trương Dương ít nhiều có chút ngượng ngùng, tuy nói rằng Tống Hoài Minh là bố vợ tương lai của mình, nhưng dẫu sao cũng là tương lai, mình gặp phải phiền phức lại tìm người ta thì cũng không hay ho gì. Tống Hoài Minh nói: có chuyện gì thì nói đi, đừng có ấp ủ, à ấp úng nữa. Trương Dương lúc này mới kể sơ lại chuyện phát sinh ở phong trạch cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh không biết chuyện này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, y nhíu mày nói: gian lận thi đại học không phải là chuyện nhỏ. Trương Dương nói, cháu biết rằng nó không phải là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này có chút kỳ quặc, người mật bảo sớm đã biết có người thi hộ, nhưng hắn lại đợi sau khi chuyện xảy ra mới báo, rõ ràng là có thể ngăn cản chuyện này trước, thế nhưng y lại không làm, căn bản là muốn chế tạo sự đoạn mà. Tống Hoài Minh không nhịn được liền nói, Trương Dương, cậu có thái độ gì vậy, xảy ra vấn đề lại đi bắt lỗi người khác. Cậu là phó thị trưởng được phân quản giáo dục, xảy ra chuyện thì trước tiên phải nghĩ tới trách nhiệm của mình, nếu như cậu nắm tốt công tác giáo dục coi thi đại học là một chuyện quan trọng phải làm thì liệu có xảy ra loại chuyện này không trương dương nói khẽ chuyện này là không thể đề phóng năm nào thi đại học mà chả có gian lận hắn ở sâu trong lòng vẫn không coi chuyện này là nghiêm trọng tống hoài minh thở dài nói cậu đó trương dương nói chú tống chuyện đã xảy ra rồi điều cháu hiện tại có thể làm là cố gắng xử lý thật tốt cố gắng khống chế ảnh hưởng để cuộc thi đại học của Phong Trạch được diễn ra ổn định trật tự, người gian lận và nhân viên liên quan đã bị khống chế rồi. Án tình cụ thể thì đang trong quá trình điều tra, còn trách nhiệm, đợi sau khi thi đại học xong, cháu tuyệt không đùn đẩy." Tống Hoài Minh nói, "Nhất định phải xử lý tốt chuyện này, ổn định lại tình tự của học sinh và thầy giáo." Y dừng lại một chút rồi đột nhiên nói, "Nếu như cậu ở nơi hoang dã, đột nhiên bị độc xà kịch độc cắn một cái vào đầu ngón tay thì cậu sẽ làm gì?" Trương Dương trong lòng ngây ra, lập tức hiểu dụng ý của những lời này, nếu như bị độc xà kịch độc cắn trúng đầu ngón tay, nếu như ngay lập tức cắt bỏ chỗ bị cắn, độc tính sẽ không lan ra những bộ vị khác của cơ thể, ít nhất thì có thể bảo toàn tính mạng. Tống Hoài Minh là đang nhắc nhở mình phải quyết đoán, thì tốt sư tướng. Trương Dương mấp máy môi, nói: "Cháu trước giờ không đùn đẩy trách nhiệm." Tống Hoài Minh hờ hững nói: "Trách nhiệm là một chuyện, đấu tranh lại là một chuyện khác, đấu tranh chính trị là một môn nghệ thuật." Nói xong y gác điện thoại. Tống Hoài Minh tuy ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng lại tán đồng âm mưu luận của Trương Dương, án gian lận lần này không đơn giản, nên nói là một hành vi đã được bố trí, có kế hoạch. Tống Hoài Minh thì nhìn rất thấu chuyện này, nhưng y không ngờ chuyện này lại kinh động tới cả Bí thư thị ủy Kiều Trấn Lương. Hôm đó lúc cuộc họp thường ủy sắp kết thúc, Kiều Trấn Lương nhắc tới sự kiện gian lận thi đại học ở Phong Trạch, Kiều Trấn Lương nói, chắc mọi người đều biết hôm nay là ngày đầu tiên thi đại học ở phong trạch phát sinh một chuyện khiến cho cả giới giáo dục Bình Hải phải mất mặt, có 5 người thi hộ bị bắt ngay tại chỗ. Tống Hoài Minh trong lòng ngây ra, tính chất của chuyện này quả thật là nghiêm trọng, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức Kiều Trấn Lương ở trên cuộc họp thường ủy lấy ra để thảo luận. Tống Hoài Minh rất nhanh ý thức được rằng, Kiều Trấn Lương đề xuất ra chuyện này là bởi vì từ sau khi Kiều Trấn Lương tới Bình Hải, giữa hai người ngoài mặt thì an lành vô sự, Kiều Trấn Lương ngoài mặt thì biểu hiện ra vẻ cực kỳ hòa ái, cực kỳ bình dị dễ gần, nhưng Tống Hoài Minh lại biết rằng, Kiều Trấn Lương tới Bình Hải, y tất phải có một thời kỳ để tìm hiểu, mà sau khi hiểu được tình hình rồi thì tất nhiên sẽ triển khai thủ đoạn để biểu lộ uy thế của y. Kiều Trấn Lương trọng điểm đề xuất sự kiện gian lận thi cử của Phong Trạch, rất có khả năng là muốn dùng chuyện này để lập uy. Kiều Trấn Lương nói, chuyện này nhất định phải điều tra và xử lý nghiêm khắc, nhân viên liên quan phải bị xử lý thật nặng, tuyệt đối không bao che những lời này của Kiều Trấn Lương giống như là trùy nặng đập vào sâu trong lòng mỗi người. Các thường ủy đều biết rõ ràng, người được chủ quản giáo dục phong trạch là Trương Dương, mà Trương Dương lại là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, Kiều Trấn Lương mượn chuyện này để gõ Trương Dương. Đó là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, y muốn mượn chuyện này để dần mặt Tống Hoài Minh, khiến cho tất cả mọi người trong thể chế Bình Hải đều biết rằng ai mới là người đứng đầu Bình Hải. Tống Hoài Minh gật đầu, nói tôi tán đồng ý kiến của Bí Thư Kiều, mỗi đợt thi đại học hàng năm có ảnh hưởng rất lớn trong toàn quốc, phong trạch xảy ra loại chuyện này, khiến cả Bình Hải phải xấu hổ, chuyện đã xảy ra rồi, điều mà chúng ta có thể làm là cố gắng sửa sai, kỳ thi đại học vẫn phải tiếp tục tiến hành trong hai ngày tới, chúng ta phải từ việc này rút ra bài học, đảm bảo chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Kiều Trấn Lương lặng lẽ nhìn Tống Hoài Minh, muốn quản lý tốt một tỉnh không phỉa là chuyện dễ dàng, thân là người đứng đầu, chỉ dựa vào sự bình dị dễ gần thôi thì không đủ, lấy đức phục người, đó là đối đãi với dân chúng, còn đối với những cao thủ trên chính trường này, biện pháp hữu hiệu nhất chính là lập uy, muốn lập được uy phong của mình thì trước hết phải áp chế nhuệ khí của người khác, ở Bình Hải người duy nhất có năng lực đối kháng với mình chính là Tống Hoài Minh, Kiều Trấn Lương không phải là có ý gây thù chuốc oán. Nhưng đây là một trình tự phải đi qua, y muốn khiến Tống Hoài Minh ngoan ngoãn ngồi ở vị trí hiện tại, muốn khiến Tống Hoài Minh thật thà làm phó thủ cho mình, Kiều Trấn Lương đối với Trương Dương không có bất kỳ địch ý gì, nhưng trong chuyện gian lận thi cử này, y vẫn muốn gióng chống khua chiêng gõ một cái, mục tiêu chân chính bị gõ không phải là Trương Dương mà là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, Trương Dương chỉ là một đạo cụ mà thôi, cách sơn đả nghiêu, mục tiêu tuy là châu, nhưng một quyền này phải thật sự phải đánh xuống núi. Lúc tan họp, Tống Hoài Minh và Trần Bình chiều sáng vai bước ra, Tống Hoài Minh nói, nghe nói sự kiện gian lận thi đại học của Phong Trạch đã thành điểm nóng của tin tức trần bình triều thở dài có chút bất lực nói không áp chế được tuy trương dương thông qua con trai mình đã bắn tiếng với mình nhưng trần bình triều từ cuộc họp thường ủy vừa rồi đã cảm giác được dấu hiệu gió mưa sắp tới y nếu như can dự một cách quá rõ ràng nói không chừng sẽ chọc giận kiều trấn lương chuyện này khiến trần bình triều cảm thấy cực kỳ bó tay bó chân tống hoài minh cười nhạt nói đã không áp chế được thì việc gì phải áp chế nữa cứ để thuận theo tự nhiên đi trần bình triều có chút kỳ quái chân dừng bước, Tống Hoài Minh lại vẫn không hề giảm nhịp chân của y, tiếp tục tiến về phía trước. Về tới văn phòng, Tống Hoài Minh nói với thư ký Trung Bồi Nguyên, Tiểu Trung, chuyện mà tôi bảo cậu điều tra đã tra rõ chưa? Trung Bồi Nguyên gật đầu, nói tra rõ rồi, Bình Hải trong 5 năm nay đều có sự kiện gian lận thi đại học, có điều chuyện thi hộ tập thể thì chỉ có vào 7 năm trước. Tống Hoài Minh gật đầu, cầm điện thoại lên, y bấm số của thính trưởng thính giáo dục Tiết Quốc Nguyên, Ý tứ của Tống Hoài Minh rất đơn giản, quán triệt chỉ thị của Bí Thư Kiều, bảo thính giáo dục tỉnh tăng cường giám sát trật tự trường thi thi đại học, ở các nơi thuộc Bình Hải tăng cường giám sát trường thi, giữ nghiêm kỷ luật trường thi, phải đảm bảo kỳ thi trong hai ngày tiếp theo được tiến hành thuận lợi. Trung Bồi Nguyên đứng ở bên cạnh nghe, trong lòng biết rằng vị tỉnh trưởng đại nhân này đã tức giận rồi, đòn này của y không chỉ là muốn làm nghiêm kỷ luật tường thi, tựa hồ như còn một mục đích khác, sự kiện gian lận mỗi năm đều có, chuyện này căn bản không thể chặt tận gốc được, tỉnh trường tống đặc biệt cường điệu giám sát trường thi, người gian lận phải chăng là càng bắt càng nhiều. Trung bồi nguyên nghĩ tới đây, đột nhiên minh bạch, tỉnh trường tống là muốn mượn sự kiện này để đâm cho chuyện to ra, bí thư kiểu ông không phải là muốn mượn án gian lận của phong trạch để phát huy ư. Tôi sẽ làm còn nghiêm trọng hơn, chỉ cần cẩn thận điều tra, tôi không tin ở Bình Hải không tra ra những sự kiện gian lận khác. Ông nói rằng chuyện của phong trạch khiến giới giáo dục của cả Bình Hải phải xấu hổ ư. Tôi sẽ cho ông thấy, chuyện khiến giới giáo dục Bình Hải xấu hổ không chỉ có một vụ đâu. Tin tức Tống Hoài Minh yêu cầu thính giáo dục tăng cường giám sát trường thi ở các nơi rất nhanh được truyền tới tai Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương khi nghe thấy tin tức này liền bật cười. Kiều Trấn Lương có một đặc điểm, lúc vui cũng cười, lúc không vui cũng cười. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái là khi y không vui mà cười thì ánh mắt rất lạnh, không có một chút tiêu ý nào. Tống Hoài Minh rất không đơn giản, y đã nhìn thấu được ý đồ của mình, trong chuyện này, y muốn bảo hộ Trương Dương, nhưng lại không làm quá rõ ràng, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dụng ý của y là tra ra càng nhiều sự kiện gian lận thi đại học hơn, phân tán sự chú ý của công chúng, khiến cho Trương Dương đứng ở đầu sóng ngọn giờ có thể tạm xả hơi. Dưới sự đấu đá lặng lẽ của hai vị đại lão, Bình Hải có một lần thi đại học nghiêm lệ nha từ trước tới giờ. Bất kể gió lay cỏ động nào tới từ cao tầng, ở bên dưới sẽ trở thành sóng gào biển thét. Đồng thời vào lúc Trương Dương nhận được thông chi mà thính giáo dục tỉnh đưa xuống, Thường Lăng Phong cũng đưa đơn từ trước tới tay hắn. Trương Dương nhìn lá đơn từ trước này, nói hiện tại không phải là lúc rời bỏ công tác. Thường Lăng Phong nói, có gì khác biệt đâu, dẫu sao thì cũng đều là kết quả này. Gã nhìn cả chuyện này rất rõ ràng, trận sóng gió này là có âm mưu mà tới, nếu như không đưa ra lựa chọn quyết đoán thì chỉ tổ làm liên lụy tới Trương Dương. Trương Dương nói, Lâm Phong, kỳ thi đại học mỗi năm, có năm nào mà không có vài vụ gian lận. Vậy thì sẽ có bao nhiêu hiệu trưởng bởi vì sự kiện gian lận mà phải từ chức? Thường Lăng Phong nói, lần này thì khác, năm học sinh thi hộ, toàn bộ đều phát sinh ở phong trạch nhất chung, hiện tại bài báo của các phong viên đã bắt đầu tìm căn nguyên ở chế độ giáo dục rồi. Trương Dương hiểu ý của Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong là muốn hy sinh bản thân để bảo toàn cho Trương Dương để tránh ảnh hưởng của chuyện này bị khoách đại hóa thêm một bước dẫn tới người bị liên quan càng nhiều hơn kỳ thực lúc nói chuyện vây tống hoài minh y cũng có ý tứ này trương dương lắc đầu đẩy đơn xin từ chức lại cho thường lăng phong nói tôi không nhận hiện tại anh từ chức chẳng khác nào là nhận thua chuyện này rõ ràng là có người ở phía sau dở trò người mật báo là giáp tâm muốn tạo ra một trường phong ba mục đích của hắn chính là muốn anh phải từ chức còn tôi thì khó xử Thường Lăng Phong nói: Anh đã nhìn rõ như vậy, vì sao còn muốn phản đối? Sau khi tôi từ chức, từ căn nguyên giải quyết được chuyện này, trách nhiệm của sự kiện gian lận cũng là tôi gánh, những tên tiểu nhân muốn tạo thị phi không còn có cơ hội nữa. Trương Dương nói: Anh nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Tôi kiên trì cho rằng chuyện này là một âm mưu, hơn nữa đối tượng mà chúng nhắm vào không phải là anh, cho dù là anh từ chức thì một số âm mưu nào đó trước khi chưa đạt được mục đích cũng quyết không dừng nhiều giới truyền thông tin tức của tới phong trạch như vậy, mục đích chính là để chế tạo ảnh hưởng, khiến cho tôi khó xử, tráng sĩ chặt cổ tay, thì tốt giữ xoái, ai cũng hiểu cả, nhưng chuyện này còn chưa phát triển tới mức đó. Thường Lăng Phong nói, tính giáo dục tỉnh vừa hạ giấy thông chi phải tăng cường giám sát và tuất tra trường thi đại học, điều này chứng tỏ chuyện này đã kinh động tới tỉnh Lý rồi, nếu như chúng ta không kịp thời đưa ra phản ứng và ứng đối, cục diện sẽ biến thành càng bị động hơn. Trương Dương nói, tôi mặc kệ cái gì bị động hay không bị động, đơn xin từ trước này anh cầm về đi, Bình Hải năm nào chẳng xảy ra mất vụ gian lận thi đại học, năm nay phát sinh ở phong trạch, lấy chuyện này ra để chọc ngoáy. Được, tôi cũng muốn xem xem những âm mưu này có thể làm ra động tĩnh lớn tới mức nào. Một chiêu này của Tống Hoài Minh đã mang tới tác dụng rõ ràng. Kỳ thi đại học tiến vào ngày thứ hai, tỉnh Bình Hải có 7 thành thị bị tra tới 33 sự kiện gian lận, có 41 người liên quan, trong đó thi hộ có bốn người, con số này khiến cho thính trưởng thính giáo dục tỉnh Bình Hải Tiết Quốc Nguyên hết đường xoáy sở. Tất cả mọi người đều nhìn ra là hai vị đại lão của Bình Hải mượn sự kiện gian lận thi đại học để tiến hành đấu đá, nhưng xui xẻo là bọn họ vì sao lại dồn ánh mắt vào khối giáo dục này, vì sao lại chọn lĩnh vực của mình. Hai người các ông đấu đá nhau là chuyện của các ông, không cần phải làm thương hại tới nhiều người vô tội như vậy, Tiết Quốc Nguyên cho rằng mình rất vô tội. Phó tỉnh trưởng Lý Tân Nguyên cũng rất bực bội, y là được phân quản mảng giáo dục kỳ thi đại học mỗi năm đều khiến y rất khẩn trương sợ xảy ra sơ suất gì dẫu sao thì chỉ có lúc thi đại học toàn xã hội mới tập trung sự chú ý vào giáo dục các lãnh đạo cũng thật sự coi trọng giáo dục may mà giáo dục của bình hải trước giờ đều đứng trên hàng đầu của toàn quốc các khác không nói phân số trúng tuyển thi đại học là có thể chứng tỏ ra tất cả cho dù là sinh viên đại học trái tuyến đặt ở đại khu tây nam tây bắc khẳng định chính là người kế tục của bắc đại thanh hoa nhưng kỳ thị đại học năm nay vừa bắt đầu đã xảy ra án gian lận ở phong trạch, tỉnh trường tống dưới cơn tức giận liền yêu cầu mọi người giám sát nghiêm ngặt hơn, lần này thì hay rồi, chuyện càng tra càng lớn. Lý Tân Nguyên bắt đầu từ ngày hôm qua đã không được ngủ ngon, không biết vì sao, y đột nhiên nhờ tới vụ án trường thi thời Khang Hy, tính chất của hai việc tuy khác nhau, nhưng y luôn gắn hai chuyện này lại với nhau. Lý Tân Nguyên và Tiết Quốc Nguyên cùng nhau tới tìm phó tỉnh trưởng thường vụ triệu Quý Đình, Ba người họ năm đó đều là lão bí thư cố Doãn Chi đề bạt, quan hệ giữa hai bên rất thân thiết, Triệu quyết định từ sau cái chết của Âu Dương Như Hạ. Ở trên chính trị đã thất bại hoàn toàn, nhưng vị trí của y dẫu sao cũng bày ra đó, quan hệ của ba người cũng không vì vậy mà xa cách, bình thường có thời gian thì tụ lại với nhau làm vài chén. Sau khi Âu Dương Như Hạ tự sát, Triệu Hải Vệ bởi vì sắp đặt vụ bắt cóc mà phải vào tù, về sau kinh qua thẩm tra chứng minh gã không liên quan tới vụ án hiếp dâm Âu Dương Như Hạ nhưng gã vẫn bị phán tù có thời hạn 12 năm, tước quyền lợi chính trị 3 năm. Vợ của Triệu Quý Đình là Lý Bình dân biết tin con trai mình vào tù, tinh thần bị đả kích gấp bội, bệnh tình vốn đã khống chế được lại ác hóa, tháng trước đã mất rồi. Triệu Quý Đình mới 45 tuổi, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi đã già đi nhiều, mái tóc đen lúc trước giờ cũng thành hoa dâm, tinh thần cũng không còn như trước, ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra sự nhún nhường chưa từng có. Phải biết rằng y trước đây từng là nhân tài hùng biện cái mà cố dưỡng dưỡng thích nhất ở y là khẩu tài lý tân nguyên và tiết quốc nguyên hai người mang rượu tới triệu quốc đống đón hai người bạn tốt vào trong nhà mỉm cười nói các anh tới còn mang theo đồ nữa làm gì tôi đã chuẩn bị thức ăn rồi tiết quốc nguyên nói tới nhà lãnh đạo là khách lấy đâu ra đạo lý đi tay không lý tân nguyên gật đầu theo đồ mang tới không nhiều đâu không cầu thành tội hối lộ đâu mà lo triệu quý đình cười một tiếng tình tự lại không được cao lắm hai người ngồi xuống bàn ăn, Triệu Quý Đình quả nhiên đã chuẩn bị thức ăn rồi, bảo bảo mẫu cầm thức ăn mà hai người mang tới vào phòng bếp. Rót ba chén rượu, ba người uống cạn, Triệu Quý Đình đi thẳng vào vấn đề, hai anh tới đây đột nhiên như vậy, chắc là không có chuyện thì không lên điện tam bảo. Quan hệ của ba người rất thân, không cần thiết phải rào trước đón sau, Lý Tân Nguyên thở dài, nói còn không phải là vì chuyện gian lận thi đại học ư. Hôm qua ở phòng trạch bắt được 5 người, Bí Thư Kiều yêu cầu làm nghiêm, tỉnh trường Tống hạ lệnh muốn giữ nghiêm kỷ luật trường thi và giám sát, sau khi thông chi xuống, hôm nay có kết quả ngay. Triệu Quý Đình hờ hững nói, sao? Y hiểu rất rõ chuyện này. Tiết Quốc Nguyên nói, hôm nay tra ra 33 vụ gian lận. Người liên quan đã đạt tới 41 người. Triệu Quý Đình cười nói, xem ra hiệu át làm việc của hệ thống giáo dục các anh cao thật đấy, thật sự có hiệu quả. Tiết Quốc Nguyên cười khổ nói, bình thường chúng tôi để thăng chất lượng trường học thì không thấy lợi hại như vậy, giờ đi bắt gian lận thì lại rất có bản sự. Triệu Quý Đình nói, bản thân gian lận là không đúng rồi, giữ nghiêm kỷ luật trường thi, bắt những người có hành vi trái với pháp luật đáng để đề sướng. Lý Tân Nguyên cười khổ không thôi, bắt những người làm trái với pháp luật thì không sai, nhưng tỉnh chúng ta làm vậy, giới giáo dục toàn quốc sẽ hướng ánh mắt về phía chúng ta, hôm nay đã bắt được gần 50 người gian lận rồi, hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu người bị bắt nữa. Trình độ giáo dục của Bình Hải trước đây đều là đứng đầu, nhưng làm thế này lại thành trò cười của giới giáo dục toàn quốc rồi. Triệu Quý Đình nói, có gì đâu mà đáng cười, thì đại học mỗi năm, có tính nào là không có gian lận. Chiếu theo cách nói của các anh, giữ nghiêm kỹ luật trường thì là không đúng, vì sợ sẽ trở thành trò cười, chẳng lẽ để mặc cho các thí sinh gian lận mới xứng để đề sướng à? Lý Tân Nguyên hớp một ngụm rượu, lắc đầu nói, Quý Đình, tôi không có ý này. Anh thấy chuyện này thế nào? Triệu Quý Đình trong lòng biết rõ Lý Tân Nguyên muốn hỏi gì, nhưng ngoài miệng thì vẫn giả vờ như không biết tôi thấy thế nào ư. Chuyện không phải đã rõ ràng rồi ư. Lý Tân Nguyên thở dài, nói, bí thư cố về hưu sớm quá. Câu nói này chẳng khác nào là làm rõ sự việc, y rất có oán niệm với sự đấu đá giữa hai đại lão hiện tại. Tiết Quốc Nguyên nói, chúng ta là bạn bè nhiều năm, có những lời không nên nói, nhưng tôi vẫn phải nói ra, lần này hệ thống giáo dục Sở dĩ nổi lên sóng to gió lớn như vậy, từ căn bản là bởi vì Bí thư Kiều và tỉnh trưởng Tống âm thầm đọ sức. Triệu Quý Đình không nói gì, gặp một hạt lạc bỏ vào miệng nhai. Người bàng quan thì tỏ, thân là thường ủy tỉnh, y chứng kiến cuộc chiến tranh không thấy máu giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh, tất nhiên có thể nhìn thấu bản chất của phong vân thi đại học lần này. Kiều Trấn Lương cường điệu phải xử lý nghiêm khắc Tuyệt không bao che cho bất kỳ sai lầm nào đối với án gian lận của Phong Trạch, thân là người lãnh đạo thì theo lý phải đưa ra quyết sách này. Tống Hoài Minh hạ thông tri yêu cầu tỉnh nội Bình Hải tăng cường kỷ luật thi đại học, giám sát chặt chẽ thí sinh cũng không sai. Bản thân gian lận là không đáng để đề sướng, nhưng một khi như vậy lại khiến cả giới giáo dục của Bình Hải sợ bóng sợ gió. Đám lãnh đạo được phân quản chủ quản cũng bị liên lụy. Lý Tân Nguyên nói, nói một câu không nên nói. Người được phân quản giáo dục phong trạch là Trương Dương, hắn là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống. Bí thư Kiều ở trên cuộc họp thường ủy cường điệu phải xử lý nghiêm khắc, tuyệt không bao che, dụng ý chân chính là gì thì mọi người đều biết. Triệu Quý Đình vẫn cười cười chứ không nói gì. Tiết Quốc Nguyên nói, thông chi mà tỉnh trưởng Tống đưa xuống đã tạo nên được hiệu quả mà y muốn, hiện tại đại bộ phận thành thị của Bình Hải đều bắt được chuyện gian lận, thành ra tới lượt bí thư Kiều bó chân bó tay, thân là người lãnh đạo, một bát nước phải giữ cho cân chuyện của phong trạch nếu xử lý quá nặng tỉnh trưởng tống cũng có lời để nói triệu quý đình hỏi lại người lãnh đạo phải giữ cân một chén nước ư làm gì có lãnh đạo nào thật sự có thể làm được như vậy nếu như y muốn làm chuyện này có cần phải giải thích với anh không lý tân nguyên và tiết quốc nguyên đều trầm mặc triệu quý đình nói tôi biết hai anh đều rất bực bội sóng gió thì đại học lần này khẳng định sẽ liên quan tới cả các anh thân là lãnh đạo phân quản và chủ quản các anh không có cách nào tránh được trách nhiệm nhưng các anh đã nhận rõ mâu thuẫn chủ yếu thì còn gì mà nghĩ không thông nữa lý tân nguyên nói quý đình kết quả đấu tranh chính trị có rất nhiều loại có thắng bại có hòa nếu như chuyện lần này đánh hòa vậy thì có người phải đứng ra gánh oan uổng chuyện càng ầm ĩ hơn nói tới đây thì y liền dừng lại thở dài triệu quý đình thờ ơ nói chuyện có lớn hơn nữa nếu nhìn từ quan điểm phát triển thì chỉ chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi Bảo trì tốt tâm thái của mình, mặc kệ sóng to gió lớn ta cứ ngồi yên câu cá." Lý Tân Nguyên nói, "Vấn đề là chúng tôi hiện tại đang ngồi trên thuyền, sóng to gió lớn, chỉ sợ là không ngồi vững được." Con số gian lận đột nhiên gia tăng khiến Trương Dương ý thức được, Tống Hoài Minh bắt đầu hành động rồi, y dùng loại phương thức quanh con này để bảo vệ mình một cách rất xảo diệu. Bản ý của Trương Dương không muốn cầu Tống Hoài Minh giúp đỡ, nhưng hiện tại chuyện đã càng lúc càng lớn. Trương Dương cũng tin rằng bản thân Kiều Trấn Lương cũng không có thành kiến gì với mình, nhưng y lại muốn lợi dụng mình để gõ tống Hoài Minh. Sự bảo hộ của Tống Hoài Minh đối với hắn không chỉ là xuất phát từ che chở và yêu quý, mà trên chính trị, Tống Hoài Minh thân là tỉnh trưởng Bình Hải Tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Án gian lận của phong trạch không chỉ là một chuyện đơn thuần, từ lúc mật báo tất cả đều phát triển theo hướng có ảnh hưởng ngày càng lớn, Trương Dương làm trong thể chế cũng không phải là ngắn, chuyện này hắn không phải là lần đầu tiên trải qua sự đấu đá giữa Tống Hoài Minh mà Kiều Trấn Lương tuy cái cớ là bởi vì hắn, nhưng hắn chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ mà thôi, mâu thuẫn giữa bọn họ sớm muộn gì cũng bạo phát, hai nhân vật cường thế ở cùng nhau tất sẽ nổ tué khói. Trương Dương Tuyệt không ngồi yên đợi người ta giết mổ, bất kể giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh là ai thắng ai bại, thân là phó thị trưởng được phân quản giáo dục phong trạch, hắn phải gánh trách nhiệm nhất định, mặt hắn cũng không dễ coi chút nào. Trương Dương không sợ gánh trách nhiệm, nhưng hắn không nuốt trôi được cục tức này, hắn muốn tìm ra kẻ vạch mưu đứng đằng sau, hắn muốn lôi cái tên thầy rùi đó ra. Điều tra của Cục trưởng Cục Công an Trình Diễm Đông vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, gã đặc biệt tới văn phòng của Trương Dương để báo cáo, Triệu Phúc Hành đã thừa nhận rồi, là y sắp đặt sự kiện thi hộ lần này, mấy gia trưởng của học sinh tìm y liên hệ chuyện này cũng bị chúng tôi tìm thấy. Triệu Phúc Thành tổng cộng thu 5.000 vạn tiền trà nước, nếu những học sinh này thuận lợi vào đại học, mỗi một người thi hộ cũng được thù lao một vạn nhân dân tệ. Trương Dương nói, có phải là chỉ có 5 người thi hộ thôi không? Trình Diễm Đông lắc đầu, nói, không rõ, nói chung là Triệu Phúc Thành chỉ thừa nhận có bấy nhiêu. Trương Dương nói, không tra ra được người mật báo là ai à? Trình Diễm Đông thở dài, nói, đâu có dễ như vậy. Có điều, Trương Dương nhìn gã, dùng ánh mắt để cổ vũ gã nói tiếp. Trình Diễm Đông nói, tuy không biết người mật báo, nhưng người mật báo này biết rất rõ nội tình của thi thử, có ba loại khả năng, một là gia trưởng của học sinh tiết lộ tin tức, nhưng điểm này kinh qua sự thấm vấn của tôi trước tiên có thể loại trừ, chuyện này liên quan tới tiền đồ tương lai của con em họ, bọn họ đều là đơn tuyến liên hệ với Triệu Phúc Thành, giữa các bên không biết gì về nhau, tôi tin rằng khả năng tin tức bị lộ từ phía họ là rất nhỏ. Trương Dương gật đầu, Trình Diễm Đông tiếp tục nói, còn có một khả năng khác là những sinh viên đại học đi thi hộ đã để lộ phong thanh. Nhưng điều này trên cơ bản cũng có thể loại trừ, những sinh viên đại học này và gia trưởng của những học sinh kia có cũng giống như nhau, cũng là liên hệ đơn tuyến với Triệu Phúc Thành, giữa bọn họ tuy quen nhau, nhưng đầu là sau khi vào trường thi mới biết đối phương cũng tới thi hộ, hậu quả sau khi bị bắt thì họ cũng rõ, chẳng ai dám mang chuyện này ra đùa cả. Trương Dương nói, hiện tại chỉ còn lại một loại khả năng Bản thân Triệu Phúc Thành tiết lộ tin tức. Trình Diễm Đông gật đầu, nói, nên nói rằng khả năng này là lớn nhất, tôi đã tra thành tích của lớp tốt nghiệp thi đại học năm ngoái của Triệu Phúc Thành, ở Phong Trạch nhất trung vô cùng nổi bật, gần 6 năm nay y năm nào cũng được bầu là giáo sư tiên tiến của thành phố Phong Trạch, còn 3 lần được bầu là người công tác giáo dục tiên tiến của Giang Thành, giáo viên ưu tú như vậy có thể nói là nhân vật đại biểu của Phong Trạch nhất trung. Trương Dương lạnh lùng nói, hiện tại chứng minh thành tích của y rất đáng nghi ngờ. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong văn phòng, nói khẽ, Diễm Đông, tên Triệu Phúc Thành này có bạn bè không? Trình Diễm Đông nói, quan hệ giữa y và nguyên hiệu trưởng phong trạch nhất trung mạnh tông quý rất tốt, rất nhiều người đều cho rằng y có thể nhận được nhiều danh hiệu tiên tiến như vậy, trở thành điển hình của phong trạch nhất trung là có liên quan mật thiết tới mạnh tông quý. Trương Dương nói, nếu chuyện Triệu Phúc Thành gian lận không phải là làm lần đầu tiên, vậy mạnh tông quý liệu có biết gì về chuyện này không? Trình Diễm Đông nói, các ngành các nghề đều có quy tắc ngầm, trong nghề nào thì biết nội tình của nghề đó, tôi không rõ. Câu nói này nói rất huyền chuyển, đã thầm ám chỉ cho Trương Dương gì đó rồi. Trương Dương rời vào trong khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, phân tích của Trình Diễm Đông rất có đạo lý, nếu nói thì thử gian lận là quy tắc ngầm của giới giáo dục. Mạnh Tông Quý đảm nhiệm chức hiệu trưởng phong trạch nhất chung nhiều năm rõ ràng là biết thừa quy tắc này, y tuy rời khỏi cương vị của hiệu trưởng, chưa chắc có nghĩa là y không biết Triệu Phúc Thành làm gì. Kẻ thù của mình trong giới giáo dục phong trạch không nhiều, Mạnh tông quý có thể tính là một người, đầu mâu lần này trực tiếp chỉ vào mình, thằng cha này rõ ràng là có tính khả nghi rất lớn. Trương Dương nói khẽ, Diễm Đông, cậu nói vậy, khiến tôi lập tức có cảm giác thông suốt. Trình Diễm Đông nói, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, chuyện không có chứng cứ, người làm cảnh sát chúng tôi vốn không nên nói lung tung. Trương Dương nói, cảnh sát làm chuyện gì cũng phải chú trọng chứng cứ, nhưng chính trị rất nhiều lúc lại không cần chứng cứ. Trình Diễm Đông nói khẽ, đó chẳng phải là có lẽ có ư. Trương Dương nghiềm ngẫm ba chữ có lẽ có này, khóe miệng lộ ra nụ cười sâu không thể lường. Trương 400 tích cực ứng đối. Thư ký Phó Trường Trinh bước vào thông báo, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường tới. Trình Diễm Đông đứng dậy, nói tôi cũng nên đi rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra, hy vọng có thể tìm được một số manh mối. Trình Diễm Đông vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Lưu Cường, mỉm cười gật đầu với Lưu Cường. Lưu Cường cũng cười cười, nhìn ra là tâm tình của y hiện tại không được tốt. Trương Dương không biểu hiện ra bất kỳ sự vui vẻ nào khi thấy thằng cha này tới, nhíu mày nói, tìm tôi có việc gì à? Lưu Cường gật đầu, nói, vừa nhận được tin tức, hôm nay toàn tỉnh Bình Hải tổng cộng phát hiện 33 vụ gian lận thi cử, trước mắt nhân viên liên can đã lên tới 41 người. Trương Dương nhìn Lưu Cường với ánh mắt cổ quái, dưới ánh mắt của hắn, Lưu Cường lộ ra vẻ không tự nhiên, ho khan một tiếng nói thị trưởng trương biết rồi à trương dương nói ông hình như rất cao hứng lưu cường nói mọi người đều xảy ra chuyện như vậy ánh mắt của ngoại giới sẽ không chỉ nhìn vào phong trạch trương dương lúc này mới chỉ vào salon nói ngồi đi lưu cường có chút không tự nhiên ngồi xuống hai tay nắm lại với nhau sự không tự nhiên của y là bởi vì ánh mắt của trương dương chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt của trương dương giống như là mũi dao đâm lên người y khiến y cảm thấy như ngồi lên bàn trông. Lưu cường nói, thị trưởng trương, lần này phải xử lý triệu phúc hành thế nào đây? Trương Dương nói, cứ theo trình tự bình thường, ảnh hưởng lớn như vậy, đã vi phạm pháp luật quốc gia, khẳng định là phải ngồi tù vài năm. đáng thương nhất là mấy sinh viên đó, một quyết định khinh suất đã chôn vùi tương lai của mình. Lưu cường thở dài theo. Trương Dương đột nhiên nói, sau khi chuyện gian lận xảy ra, ông vì sao không lập tức thông chi cho tôi? Lưu Cường trong lòng giật thót, vội vàng giải thích thị trường trương, sau khi xảy ra chuyện, tôi ngay lập tức tới hiện trường, bởi vì anh đang đi công tác, cho nên không muốn làm phiền anh, vốn cho rằng tôi có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng không ngờ chuyện lại thành nghiêm trọng tới vậy, cho nên mới gọi điện thoại cho anh. Trương Dương cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, thằng cho mày có 89 phần 10 là muốn hại tao. Hắn nói khẽ, bỏ đi, dẫu sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, hiện tại quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề, theo ông thấy, rốt cuộc là ai chỉ điểm chuyện này. Lưu Cường nói, tôi không đoán ra được, nói không chừng là Triệu Phúc Thành đã đắc tội với ai đó. Trương Dương nói, ông cho rằng chuyện lần này chỉ là nhắm vào Triệu Phúc Thành thôi ư. Lưu Cường trầm mặc, thằng mù cũng nhìn ra đầu mâu lần này là chĩa vào Trương Dương, nhắm vào cả giới giáo dục của Giang Thành, y nói khẽ thị trường tưởng, chuyện này của phong Trách nhất chung gây ra ảnh hưởng rất xấu, dư luận bên ngoài đều tập trung vào chuyện này, chúng ta nên có phản ứng. Trương Dương lạnh nhạt nói, ông cho rằng nên phản ứng thế nào? Lưu Cường hạ rộng, nói chỉ xử lý Triệu Phúc Thành thôi thì không đủ, công chúng sẽ không hài lòng, mà cũng khó ăn nói với phía lãnh đạo thượng cấp. Trương Dương lập tức minh bạch mục đích của thằng cha này. Hắn giả vờ hồ đồ, nói anh cho tôi một kiến nghị đi. Lưu Cường nói, chuyện xảy ra ở phong trạch nhất chung, phong trạch nhất chung phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Trương Dương nói, thường lăng phong tìm tôi xin từ trước rồi. Lưu Cường thở phào trong lòng. Nhưng lập tức Trương Dương lại nói, tôi không đồng ý. Vẻ mặt của Lưu Cường lại hóa thành ngạc nhiên. Trương Dương nói, chuyện này không chỉ là trách nhiệm của một mình thường lăng phong, cũng không phải chỉ là chuyện của phong trạch nhất chung, mà là chuyện của cả giới giáo dục phong trạch. Lưu Cường vội vàng nói, tôi biết tôi có trách nhiệm, Tôi sẽ công khai xin lỗi với toàn xã hội." Trương Dương cười lạnh một tiếng, nói, "nên xử lý thế nào thì tự tôi biết. Nhiệm vụ của ông hiện tại là phải đảm bảo ngày thi đại học cuối cùng được tiến hành thuận lợi, đừng xảy ra bất kỳ sai lầm gì, còn chịu trách nhiệm như thế nào, đợi sau khi kỳ thi đại học tiến hành xong, chúng ta sẽ bàn." Lưu Cường run rẩy trong lòng, câu này của Trương Dương chẳng khác nào là tỏ rõ thái độ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Trương Dương cường điệu sự kiện gian lận lần này là chuyện của cả giới giáo dục phong trạch, đã đang thầm ám chỉ, trách nhiệm của Lưu Cường y tuyệt đối không nhẹ, Lưu Cường càng nghĩ càng bực bội, thậm chí ngay cả dũng khí ở lại cũng không có, y đứng dậy, nói thị trường Trương, tôi đi trước. Trong cuộc còn có một cuộc họp, Trương Dương lạnh lùng nói, không tiến. Lưu Cường vừa đi thì thư ký địch lượng của Tôn Đông Cường tới mời Trương Dương, sau khi bị Trương Dương gõ cho mấy lần. Địch lương ngoan ngoãn hơn nhiều, Trước khi vào đã gõ cửa, sau khi tiến vào thì lễ phép gọi một tiếng thị trưởng Trương, Trương Dương rất hài lòng với biểu hiện của gã lúc này. Từ sau khi Trương Dương về phong trạch, Tôn Đông Cường vẫn chưa chính thức nói chuyện với Trương Dương, trên cuộc họp thị trưởng hôm qua, Trương Dương cũng không tham gia, thái độ của Tôn Đông Cường vẫn rất hòa ái. Sau khi liên tiếp trải qua mấy chuyện, gã bắt đầu hiểu rằng mình không gấp đẩy Trương Dương tới lập trường đối địch, kinh nghiệm của lịch sử nói cho gã, Trương Dương không dễ dàng bị đánh ngã án gian lận phát sinh ở phong trạch nhất trung lần này rõ ràng là nhắm vào Trương Dương, án chiếu theo cách làm trước kia của Tôn Đông Cường. Vào những lúc như thế này, gã 89 phần 10 là lựa chọn ném đá xuống giếng, nhưng từ sau khi nói chuyện với bố vợ, tâm thái của Tôn Đông Cường rõ ràng đã sản sinh biến hóa, gã thả áp dụng sách lược tính quan kỷ biến, chưa tới thời khắc cuối cùng thì vẫn không đưa ra lựa chọn. Tôn Đông Cường hỏi tình huống tiến triển hiện tại của sự việc, Trương Dương báo cáo sơ lược lại cho gã một lượt. Kỳ thực tôn Đông Cường cũng hiểu hết tình huống rồi, nhưng gã vẫn hưởng thụ quá trình Trương Dương hướng tới gã mà báo cáo, thầm nghĩ mày lợi hại lắm phải không? Có lợi hại hơn nữa thì cũng phải ngoan ngoãn báo cáo công tác lại cho tao, cái này ít nhiều gì cũng có mùi vị thắng lợi trên tinh thần, nhưng tôn Đông Cường cũng chỉ có thể từ trong đây tìm được một ít an ủi. Gã che giấu rất tốt, không hề biểu hiện ra một chút vẻ đắc ý nào, nếu không Trương Đại Quan Nhân nếu nhìn ra, kiểu gì cũng khiến gã mất mặt. Tôn Đông Cường nghe xong liền nói, Trương Dương, chuyện này phải xử lý thật nhanh chóng, để tránh ảnh hưởng của sự kiện bị khoách đại, nếu không chỉ tổ càng lúc càng khó thu thập. Trương Dương nói, ảnh hưởng đã bị khoách đại hóa rồi, đám phóng viên đó sớm đã đâm ra chuyện này, báo chí lớn nhỏ trong tỉnh toàn bộ đều đưa tin, đài truyền hình tối qua cũng phát tin tức. Nhắc tới chuyện này Trương Dương không khỏi có chút tức giận, lời nói của Trần Thiệu Bân rõ ràng là không mang lại tác dụng quá lớn, lão gia tử của gã, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Bình Hải Trần Bình Triều chắc là không hỏi qua chuyện này, mặc kệ giới tin tức cho nên mới tạo thành cục diện hiện tại. Tôn Đông Cường thở dài, nói, nhất định phải xử lý thật nhanh, cho công chúng và toàn xã hội một câu trả lời. Trương Dương nói, cùng lắm là mang tôi ra nộp là xong. Tôn Đông Cường nhíu mày, nói tôi không có ý đồ, xảy ra vấn đề, mọi người cùng nhau thương lượng, không phải là vấn đề để một ai đó phải đứng ra gánh trách nhiệm. Câu này của gã nghe ít nhiều cũng có chút tình cảm giai cấp. Trương Dương nói, thị trường tôn, anh là từ góc độ của người ngoài nhìn chuyện này, công bằng mà nói, anh có cho rằng chuyện này có phải là có người ở sau lưng dở trò quỷ không? Một câu này hỏi cho tôn đông cường ngây ra, một lúc sau gã mới gật đầu, nói tôi cũng cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Sau khi Trương Dương đi, tôn đông cường lập tức xin ý kiến của bố vợ. Triệu Dương Lâm rất hài lòng với biểu hiện của con rể, Y nói khẽ, càng là lúc mưa gió thì càng phải nắm chắc bản thân, phải biết đứng ở góc độ của người ngoài cuộc mà nhìn nhận vấn đề. Tôn Đông Cường nói, bí thư thẩm cho tới hiện giờ vẫn chưa tỏ thái độ gì về chuyện này. Triệu Dương Lâm cười lạnh một tiếng, nói ý là tay già đời trong chính trị, biết lúc nào nên nói, lúc nào thì nên bảo trì trầm mặc. Đông Cường, sự kiện gian lận thi cử của phong trạch rất ẩm ý, tình lý cũng biết rồi, bí thư Kiều ở trên cuộc họp thường ủy đã không khai biểu thị phải xét xử nghiêm khắc, tuyệt không bao che. Tỉnh trường Tống cũng hạ thông chi phải giữ nghiêm kỷ luật trường thi, chuyện này sau cùng sẽ phát triển tới mức nào thì rất khó dự kiến, cho nên còn phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng để bị cuốn vào trong đấu tranh vô vị. Tôn Đông Cường vâng dạ luôn miệng. Bóng đêm bao phủ cả vườn trường của phong trạch nhất chung, thường lăng phong vẫn ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, đơn xin từ chức của gã bị Trương Dương cự tuyệt, nhưng gã biết rằng, bất kể là ý nguyện của Trương Dương như thế nào, Chuyện lần này cũng phải có người đứng ra gánh trách nhiệm, Trương Dương là một người không bao giờ chịu thua, gã sở dĩ cực tuyệt đơn xin từ chức của mình cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ánh mắt của Thường Lăng Phong nhìn lên ngày mùng 8 tháng 7 được đánh dấu đỏ ở trên lịch, ngày mai sẽ là ngày thi đại học cuối cùng, sau khi thuận lợi hoàn thành thi đại học, bất kể là Trương Dương có kiên trì hay không, gã đều sẽ từ chức hiệu trưởng, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt áp lực mà Trương Dương phải đối diện. Thường Lăng Phong ngửi thấy một mùi thơm dụ người gã ngẩng đầu lên lúc này mới thấy trương duệ dung đứng ở ngoài cửa trong tay cầm hộp cơm trên mặt đầy vẻ quan tâm thường lăng phong cười cười với cô ta tiểu trương đấy à vào đi trương duệ dung đi tới trước mặt gã xếp cơm nước đã chuẩn bị cho gã lên bàn làm việc không khỏi trách cứ công tác có gấp như thế nào thì cũng phải ăn cơm sức khỏe của anh vốn không tốt nếu vì đói mà ảnh hưởng tới sức khỏe ai sẽ quản lý trường học đây thường lăng phong cười nhạt nói tôi làm hiệu trưởng chỉ là tạm thời, còn có một ngày, sau khi thi đại học kết thúc, tôi sẽ giao lại quyền lực của mình. Trương Duệ Dung cắn môi, nói, vì sao lại là anh phải gánh trách nhiệm? Gian lận là chuyện của bản thân họ cơ mà. Thường Lăng Phong cười nói, thân là một hiệu trưởng, tôi đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Trương Duệ Dung tức giận nói, tên chỉ điểm thật là đáng ghét, hắn rõ ràng có thể ngăn chặn gian lận, nhưng lại buông trôi bỏ mặc. Cứ đợi khi gian lận thành sự thực mới đi tố cáo, hắn căn bản là giáp tâm muốn chế tạo sự đoan mà. Thường Lăng Phong nói, chính trị là như vậy, để đạt được mục đích, luôn bất chấp thủ đoạ. Trương Duệ Dung nói, nếu không phải là anh giúp Trương Dương, chúng ta cũng không phải tới cái địa phương phong trạch quỷ quái này, hiệu trưởng phong trạch nhất chung gì chứ, chúng ta căn bản không thèm. Thường Lăng Phong nghe nói Trương Duệ Dung luôn miệng nói chúng ta, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp, lúc hoạn nạn có thể có người bồi bạn, loại cảm giác hạnh phúc này khó có thể hình dung được. Trương Duệ Dung cũng ý thức được là mình thất ngôn, mặt không khỏi đỏ lên, lý nhí như muối kêu, anh ăn cơm đi, tôi đi trước. Nói xong liền quay người rời khỏi văn phòng của Thường Lăng Phong. Trương Duệ Dung cho rằng Thường Lăng Phong sở dĩ muốn từ chức toàn là vì muốn gánh trách nhiệm cho Trương Dương, cô ta cảm thấy ủy khuất thay cho Thường Lăng Phong, cho nên tới tìm Trương Dương. Lúc Trương Duệ Dung gõ cửa phòng của Trương Dương ở khách sạn Bạch Lộ, Trương Dương đang chuẩn bị đi nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của trương duệ dung trương dương đoán ra được mục đích mà cô ta tới đây không khỏi cười nói tìm tôi có việc gì à trương duệ dung nói anh vì sao lại lấy thường lăng phong ra làm lá chắn trương dương nói cô tìm hiểu rõ tình huống rồi hắng tới hưng sư hỏi tội anh ta tìm tôi đòi từ chức bị tôi cự tuyệt chuyện này là nhắm vào tôi chứ không phải là nhắm vào anh ta vì sao phải để anh ta gánh trách nhiệm trương duệ dung nói anh cũng biết được là vậy à anh nói đi, chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào? Trương Dương cười nói, cô tới đúng lúc lắm, tôi tối nay muốn áp dụng hành động, còn thiếu một bang thủ đây. Hành động gì? Trương Duệ Dung có chút mê hoặc. Trương Dương chỉ vào đôi tất đen ở trên bàn, tôi muốn tìm kẻ chỉ điểm. Trương Duệ Dung kinh hỉ nói, An biết là ai à? Trương Dương nói, không thể xác định, có điều cũng chắc đến 7-8 phần. Giờ trong tay còn thiếu một số công cụ trương đại quan nhân cười trông rất xấu xa cô thì dành hơn tôi trong tay chắc có công cụ gián điệp tường dùng đúng không trương duệ dung trừng mắt lườm hắn nói anh không phải là người của tổ chức dựa vào gì mà đòi dùng đồ của tổ chức trương dương nói cô không phải là muốn giúp thường lăng phong ư tôi vì sao lại muốn giúp anh ta cô không muốn giúp anh ta vậy đến tìm tôi hỏi tội làm cái gì trương duệ dung lập tức nghẹn lời mặt lại đỏ bừng lên Trương Dương giờ đồng hồ lên nhìn thời gian, nói, đến giờ rồi. Hành động Mạnh Tông Quý là một người yêu thích bóng rổ, y tối hôm đó đang chơi bóng rổ ở cung thể thao phong trạch, lúc rời khỏi cung thể thao đã là 9 rưỡi tối, từ cung thể thao tới phong trạch nhất chung không xa, y vừa đi vừa nghĩ, mình rời khỏi vị trí hiệu trưởng đã được một đoạn thời gian rồi, Thẩm Khánh Hoa đã quyết định để y tới khoa ủy nhậm chức, Mạnh Tông Quý đối với phong trạch nhất chung vẫn có cảm tình sâu đậm, y cho rằng phong trạch nhất trung sở dĩ có được ngày hôm nay toàn bộ là nhờ nỗ lực của mình. Phong trạch nhất trung hiện tại giống như là một gốc cây chiếu quả, nhưng vào lúc sắp gặt hái thì y lại bị đá ra khỏi vườn cây, người tạo thành tất cả những việc này là Trương Dương. Nhìn đèn đuốc bên trong vườn trường của phong trạch nhất trung, khóe miệng mạnh tông quý phát ra một nụ cười lạnh, trong nụ cười này bao hàm sự oán độc khôn tả, mang theo tâm tình oán độc, mạnh tông quý bước vào ký túc xá dành cho nhân viên giáo viên, vừa bước vào đường dẫn vào ký túc xá thì y cảm thấy thân thể bị người ta vỗ một cái, sau đó thì y mềm hoạt ngã xuống. Một người áo đen lặng lẽ lao lên, ôm lấy thân thể của mạnh tông quý, chiếc xe bánh mì sớm đã đậu ở cửa tòa nhà lái tới, người áo đen giống như bắt gà con sách mạnh tông quý lên, đem vào bên trong xe bánh mì, đóng cửa lại rồi nói khẽ, đi nào. Người áo đen vén đôi tất giấy đen trùm mặt lên, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi và anh Tuấn, kẻ đột nhiên tập kích mạnh tông quý không phải là ai khác mà chính là phó thị trưởng Trương Dương của Phong Trạch. Người lái xe là Trương Duệ Dung, cô ta không khỏi cười nói, không ngờ trình độ bắt cóc của anh lại chuyên nghiệp như vậy. Trương Dương cười tô tuét, nói, những năm này làm kẻ bắt cóc không có tiền đồ bằng làm cán bộ. Trương Duệ Dung cười càng lúc càng vui sướng. Xe bánh mì lái thẳng tới một nhà sướng đồ gia dụng bỏ đi ở ngoại ô phía tây Phong Trạch. Đây là nơi mà Trương Đại Quan Nhân ngẫu nhiên phát hiện, xung quanh không có dân cư, ông chủ của nhà xưởng này bởi vì kinh doanh gian dối mà phá sản, hiện tại trong nhà xưởng không có ai. Trương Dương đội lại tất đen lên mặt, Trương Duệ Dung cũng học theo bộ dạng của hắn dùng tất giấy che mặt. Trương Dương giơ tay lên, bốp, một cái tát rõ vang đánh lên mặt Mạnh Tông Quý khiến cho y hết thảm, đồng thời cũng dùng ngón tay giải huyệt cho y. Mạnh Tông Quý vừa khôi phục lại tự do liền kêu cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng trương dương hừ lạnh một tiếng kêu thoải mái đi có kêu đến rách cả cổ họng cũng không có ai tới giúp mày đâu giọng nói của hắn biến thành trầm thấp khàn khàn đây là hiệu quả sau khi dùng thuốc phun biến giọng mà trương duệ dung cung cấp hắn nắm lấy tóc mạnh tông quý rồi thô bạo kéo xuống xe mạnh tông quý gào thét muốn chạy nhưng lại bị trương duệ dung nhắm vào bụng đá cho một cước mạnh tông quý đau đến chảy đầy nước mắt nước mũi trương dương kéo mạnh tông quý vào phân xưởng trương duệ dung nắm lấy một tay của y tay kia thì bị còng lên cột sắt. Mạnh Tông Quý thấy bộ dạng của hai người, sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, hai chân không ngừng run rẩy. các người là ai. Bắt, bắt tôi làm gì, tôi không có tiền, không có tiền. Trương Duệ Dung rút một con dao quân dụng ra giả vờ muốn đâm Mạnh Tông Quý, dọa cho Mạnh Tông Quý hết thảm một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, mũi dao khi còn cách Mạnh Tông Quý 2mm thì dừng lại. Trương Dương ngửi thấy mùi khai khai, cúi xuống nhìn, phát hiện không ngờ Mạnh Tông Quý đã sợ vãi đái ra quần rồi. Trương Duệ Dung cũng phát hiện, quay sống đao lại đánh mạnh vào mặt Mạnh Tông Quý, khiến cho Mạnh Tông Quý nửa mặt sưng vù rồi quát, ghê tởm, phế vật. Mạnh Tông Quý nước mắt nước mũi thi nhau túa ra, hai vị đại. Đại, ca, hai anh tha cho tôi đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi, tôi đập nồi bán sắt đưa cho các anh hết. Trương Duệ Dung nói, tiền à, mày có bao nhiêu tiền, cái mạng của mày thì đáng bao nhiêu tiền?" Mạnh Tông Quý nói, "Tôi không đắc tội với các anh mà." Trương Duệ Dung nói, "Mày làm ra chuyện xấu xa gì thì tự mày biết. Đứa bé Lâm Phương bạc đó có đắc tội với mày không? Mày mật báo nó làm gì? Lâm Phương mạch là một trong năm người thi hộ." Trương Duệ Dung nói vậy là ý muốn lừa Mạnh Tông Quý nói thực ra. Mạnh Tông Quý run giọng nói, "Anh nói gì? Tôi không biết, tôi thực sự không biết." Trương Duệ Dung nói với Trương Dương, hắn nói là không biết kia. Trương Dương kéo nguồn cưa điện, cưa điện vì lâu rồi không được sử dụng nên đã dì xét, lúc vận chuyển phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, Trương Đại Quan Nhân cầm một cây gậy gỗ, dí vào cưa điện, cây gậy gỗ đó lập tức biến thành hai nửa. Trương Dương cố ý nói, không ngờ cưa điện này vẫn dùng được, không biết cổ mày so với gậy gỗ thì độ cứng thế nào nhỉ. Mạnh Tông Quý sợ đến nỗi chán đầy mồ hôi lạnh, Trương Dương đi tới trước mặt y, nắm lấy tóc y, kéo cả người y xuống nhìn cưa điện đang xoay như điên mạnh tông quý sợ đến nỗi hét toáng lên tôi tôi xin nói hết xin nói hết trương dương gầm lên nói đi mạnh tông quý nước mắt chứa chan nói triệu phúc thành trước đây từng làm tôi biết trương dương lạnh lùng nói mày con mẹ nói đừng có nói vòng nói vào thôi rốt cuộc là ai mật báo nói hắn lại kéo đầu mạnh tông quý xuống mạnh tông quý sợ hết hồn hết phía tôi nói tôi nói là tôi, là tôi. Mày vì sao lại làm vậy? Mạnh Tông Quý nói, tôi không định hại người, tôi chính không chịu nổi gian lận thi đại học, tôi là một người công tác trong cục giáo dục, tôi đối với loại chuyện bất chính là căm ghét tới tận xương tủy. Tôi. Vậy mày vì sao không tố cáo trước lúc chuyện xảy ra, sao cứ phải đợi khi phát sinh gian lận rồi mới tố cáo? Tôi, tôi. Trương Duệ Dung nói, mày không nói chúng tao cũng biết, mày bị cách chức hiệu trưởng, cho nên trong lòng mang oán hận mày muốn báo thù, lợi dụng chuyện này để đưa thường lăng phong vào cảnh tiến hóa lưỡng nan. Mạnh Tông Quý run rẩy nói, anh là ai, chấm ans. Trương Duệ Dung lạnh lùng nói, nếu muốn không người ta không biết thì trừ phi đừng có làm, mày dắp tâm bố trí chuyện này, không gì ngoài để báo thù, mày cũng từng là một hiệu trưởng, vi nhân sư biểu, sao có thể làm ra loại chuyện ti bỉ vô sỉ như vậy. Trương Dương nói, đừng có nói nhiều với nữa, lọ ai người này để lại trên thế giới chỉ tổ thừa thái, cắt cái đầu nó xuống đi. Hắn làm ra vẻ muốn ấn đầu Mạnh Tông Quý. Mạnh Tông Quý hết thảm, đừng, tôi biết tôi sai rồi, tôi là hận Trương Dương thôi, tôi là Thường Lăng Phong không có thủ oán gì, tôi căn bản là không muốn hại gã. Trương Duệ Dung không khó trách cứ nhìn Trương Dương một cái, quy tới cùng thì Thường Lăng Phong là bị hắn làm liên lụy. Trương Dương đánh mạnh một cái vào đầu Mạnh Tông Quý, con mẹ nó, loại người gì vậy? Nể mặt mà không cần mặt mũi, trước khi làm chuyện xấu cũng không tự đong đếm cân lượng của mình. Trương Duệ Dung rút súng ra dí vào đầu Mạnh Tông Quý, nói, mày còn có chuyện xấu gì chưa nói ra nữa. Mạnh Tông Quý lúc này đã sợ đến nỗi sắp sụp đổ rồi, van xin nói tôi. Tôi còn từng nhận tiền, lúc tạ Đức Tiêu xây tòa nhà dạy học, có dưa cho tôi 5 vạn, tôi, có tội. Trương Dương cười cười lắc đầu, gan của thằng cha này quả nhỏ, hắn đánh mắt ra hiệu cho Trương Duệ Dung, trương duệ dung lấy ống châm ra đâm vào cổ mạnh tông quý mạnh tông quý run bắn lên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp mở còng cho mạnh tông quý trương dương và trương duệ dung hai người quay vào trong xe bánh mì trương dương nói châm đó có hiệu quả không trương duệ dung gật đầu nói hắn chắc là không nhớ được chuyện xảy ra tối nay đâu trương dương nói lát nữa tìm bốt điện thoại công cộng báo cảnh sát đi để cảnh sát tới mang hắn về trương duệ dung nói anh định làm thế nào Trương Dương hỏi lại, làm cái gì thế nào? Trương Duệ dùng vùng vẩy băng ghi âm ở tước mặt hắn, có chứng cứ rồi thì có nên lợi dụng một chút không? Trương Dương cười nói, loại chứng cứ này không dám đưa ra ngoài ánh sáng, chẳng qua là nhờ nó mà có chút vốn để đàm phán thôi. Đàm phán với ai? Đương nhiên là với bí thư thẩm của chúng ta rồi. Ngày thi đại học thứ ba, giới truyền thông của tỉnh Bình Hải đều trở nên náo nhiệt, lúc mới bắt đầu là phong trạch, hiện tại cả tỉnh Bình Hải chuyện gian lận thi cử xảy ra không ngừng, sự đấu đá lặng lẽ của hai vị đại lão đã trở thành tự vạch áo cho người xem lưng, hệ thống giáo dục giám sát nghiêm ngặt, giới truyền thông cũng biểu hiện ra độ tự do chưa từng có, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Trần Bình triều lần này dứt khoát sống chết mặc bay, cuộc đọ sức giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh, mình không thích hợp tham dự. Để mặc giới truyền thông chính là một loại thái độ của y, bí thư Kiều Anh không phải là muốn xử lý nghiêm khắc, tuyệt không bao che ư. Hiện tại thi đại học năm nay của tỉnh Bình Hải xảy ra nhiều sự kiện gian lận như vậy, tôi cũng muốn xem xem anh định xử lý thế nào, có câu chuyện xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, lần này tôi muốn để giới truyền thông của Bình Hải tuyên dương chuyện xấu ra ngoài đấy. Trần Bình Triều trong lòng đầy oán niệm đối với Kiều Trấn Lương, lần trước con trai Y Trần Thiệu Bân và Kiều Bằng Phi, cháu của Kiều Trấn Lương phát sinh xung đột, sau cùng vì Y cúi đầu thỏa hiệp mà kết thúc, nhưng con trai mình so với người làm cha như mình còn rắn hơn. Trần Thiệu Bân từ trước, trải qua chuyện này, thằng ôn con như biến thành người khác, trưởng thành hơn nhiều. Trần Bình Triều cũng là bất đắc dĩ phải cúi đầu với Kiều Trấn Lương, y tuy cúi đầu, nhưng không có nghĩa là đã phục Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương lần này trong phương pháp xử lý án gian lận của phong trạch, vẫn là tá lực đả lực, cách sơn đả nghiêu, muốn xử lý Trương Dương là giả, muốn dằn mặt Tống Hoài Minh là thật, nhưng Tống Hoài Minh không phải là mình, người ta có đảm khí, Tống Hoài Minh dám mượn gió đông của Kiều Trấn Lương mà đốt lửa. Điều mà Trần Bình Triều cần làm là đứng ngoài cuộc, thân là bộ trưởng bộ tuyên truyền, không ước thúc giới truyền thông thì chính là ủng hộ. Trần Bình Triều rất có lòng tin với năng lực của nhân sĩ giới truyền thông, cho dù là một đốm lửa nho nhỏ, dưới sự đưa tin của họ cũng sẽ thành một đám cháy lớn. Thẩm Khánh Hoa lặng lẽ lật đọc báo chí, bình thường, y chỉ thích xem nhật báo nhân dân đầu tiên, sau đó là xem nhật báo Bình Hải, nhật báo Giang Thành, nhật báo Phong Trạch thì đọc sau cùng, nhưng tuần tự đọc của y hôm nay lại ngược lại, Giới truyền thông của Phong Trạch, Giang Thành, Bình Hải đều trọng điểm đưa tin án gian lận của Phong Trạch, có điều hôm nay ngoài đưa tin về Phong Trạch ra, còn viết thêm về một số tình huống của các thành thị khác, Giang Thành cũng xảy ra sự kiện gian lận, tiểu lão đệ Phong Trạch này cuối cùng cũng không cô đơn rồi. Lúc người ta xui xẻo nếu như không thể lập tức tìm được biện pháp giải quyết thì chỉ hận không thể khiến người khác xui xẻo chung với mình. Tâm lý này là rất bình thường, tâm tình hiện tại của Thẩm Khánh Hoa rất phức tạp một phương diện thì y bởi vì án gian lận của phong trạch mà cảm thấy mất mặt, một phương diện thì lại cảm thấy lần này là một cơ hội tốt để gõ Trương Dương. Trương Dương mày đã làm ra thành thích thật, nhưng sơ sót lần này đã xóa sạch đi công lao của mày trước kia, tao muốn lấy lại hết nhưng quyền lực đã giao cho mình. Khi Thẩm Khánh Hoa đang tính toán xem nên xử lý chuyện này như thế nào thì Trương Dương tới, theo lý mà nói thì hệ thống giáo dục xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nên sớm tới báo cáo tình huống ở trước mặt Thẩm Khánh Hoa, nhưng hắn về được ba ngày rồi, lúc này mới nhớ ra còn phải tới gặp bí thư thị ủy. Sắc mặt của Thẩm Khánh Hoa rõ ràng là bất thiện, nếu như là những cán bộ khác của Phong Trạch nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Khánh Hoa lúc này, khẳng định là nơm nớp lo sợ, nhưng Trương Đại Quan Nhân không phải là người bình thường, chút quan uy của Thẩm Khánh Hoa vẫn chưa đủ sức khiến hắn bận tâm. Trương Dương nói, bí thư thẩm, tôi tới báo cáo với ngài về chuyện gian lận thi đại học. Thẩm Khánh Hoa nhíu mày, nói kịp thời quá nhỉ. Câu này đầy ý vị trào phúng. Trương Dương nói, tôi về được mấy hôm rồi, ngài lại đi giang thành họp, cho nên không có cơ hội báo cáo với ngài. Hôm qua lại bận điều tra tiền nhân hậu quả của việc này, cho nên không tới được. Thẩm Khánh Hoa nói, có gì mà cần phải điều tra? Chuyện không phải là rõ ràng rồi ư. Tiểu Trương, cậu nghỉ phép dài quá đấy. Tôi không muốn nói chuyện về tính kỷ luật tổ chức của cậu làm gì, nhưng cậu ít nhất cũng phải làm tốt công tác bản chức của mình, Thân là lãnh đạo được phân quản văn giáo vệ sinh, vào thời điểm quan trọng là thi đại học, cậu lại xin nghỉ tới kinh thành, đi một cái là nhiều ngày như vậy, cậu có thể đúng là có việc gấp phải làm, nhưng trước khi đi sao không chuẩn bị tốt công tác thi đại học, hiện tại thì hay rồi, giáo dục Phong Trạch Thành trò cười cho Bình Hải, trước đây trình độ giáo dục của Phong Trạch chúng ta thủy trung đứng ở hàng đầu của giang thành. Phong Trạch nhất trung càng là trường trung học trọng điểm của tỉnh, là niềm kiêu ngạo của Phong Trạch chúng ta, đại biểu cho hình tượng của Phong Trạch chúng ta gian lận thi đại học năm học sinh đi thị hộ hình tượng giáo dục mà chúng ta gây dựng nhiều năm bị chuyện này triệt để phá hủy rồi trương dương nói bí thư thẩm tôi không phải là tới đùn đẩy trách nhiệm nhưng chuyện này không đơn giản như ông nghĩ đâu không đơn giản như tôi nghĩ ư vậy cậu nói xem có gì phức tạp nào có trước thành tích thì dương dương tự đắc đến xảy ra vấn đề thì rũ bỏ quan hệ đùn dày trách nhiệm đây không phải là điều mà tôi muốn thấy trương dương cười nhạt Nói, Bí thư Thẩm, ngài trước tiên đừng vội chụp mũ lên đầu tôi. Trách nhiệm phải gánh thì tôi sẽ không đùn đẩy đâu, nhưng chuyện này rõ ràng là có người làm trò quỷ." Thẩm Khánh Hoa nói, "Vẫn là đùn đẩy trách nhiệm thôi, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tới hiện tại cậu vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nghĩ rằng đây là sai lầm của người khác, nguyên nhân ngoại bộ, tác phong của đảng viên chúng ta không nên như vậy, Tiểu Trương, cậu tốt nhất là tìm nguyên nhân từ mình đi." Tôi hỏi cậu, sự kiện gian lận phát sinh tới giờ đã được 3 ngày rồi, cậu đã có hành động xử lý gì chưa? Có phương pháp ứng đối tương ứng chưa? Trương Dương nói, bí thư thẩm có thể nói rõ một chút không? Thẩm Khánh Hoa nói, thường Lăng Phong là cậu tiến cử, anh ta căn bản là người ngoài nghề, dùng một người ngoài nghề làm hiệu trưởng của phong trách nhất chung, bản thân là trôn xuống ẩn hoạt, hiện tại cậu vẫn để anh ta ngồi trên vị trí hiệu trưởng của phong trách nhất chung. Ngay cả một ý kiến cũng không có, thế có phải là bao che không? Có phải là một loại hành vi sai trái không? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 400